Tây Du, Bần Tăng không muốn lấy Tây Kinh chương 1290. Tốt. Hơn nữa nhìn tới sinh linh này rất có thể là đứng ở chư thiên nhất phương. Nếu không hắn không thể nào đem hết thảy các thứ này đều ghi chép xuống. Rất ý tứ rõ ràng là tới vì chư thiên truyền lại tin tức. Càng làm cho mọi người nhớ đến tiên hiền làm hết thảy. Bây giờ Thái Bình thịnh thế, hiện thế an ổn, là bao nhiêu nhân lấy sinh mệnh, lấy máu tươi đổi lấy chỉ là quá nhiều người đều đã quên mất. Ngươi quên sao? Dòng máu của ngươi bên trong chảy xuôi là viên hoàng huyết mạch. Là bất khuất tinh thần. Còn nhớ sao? Bao nhiêu tiên hiền tiền bối, bọn họ ném đầu, rơi vải nhiệt huyết, hộ vệ chư thiên, kéo dài hy vọng. Hỗn động nhất tộc nghẹn ngào lên tiếng. Bao nhiêu năm chịu đựng giải oan, giờ phút này hoàn toàn rửa sạch. Bọn họ không phải tội nhân. Bọn họ là anh hùng sau đó nhưng mà anh hùng sau đó lại thừa nhận rồi như thế giải oan. Nói đến thật sự là buồn cười. Quanh. Sở hữu hình ảnh vào giờ khắc này, đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Toàn bộ chương ngày đều trầm mặt lại. Thật lâu không nói gì. Nhân tộc tiên hiền. Hắc ám lực lượng kinh khủng. Hỗn độn nhất tộc. Trong đó còn có đường vũ bóng người. Hắn từng dục huyết phấn chiến quá, Từng hộ vệ chư thiên một đời lại một thế. Thiên ma tinh vực. Mộng vô nhai đột nhiên ha ha phá lên cười. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy nha. Quả nhiên thú vị. Phía dưới thiên ma trốn mắt nhìn nhau, ai cũng biết rõ mình đại vương tại sao trong lúc bất chợt phá lên cười. Mộng vô nhai cha chú đám người, đã từng tiết lộ qua hắn một tin tức. Đó chính là ở này phương thiên địa trên, còn có này càng kinh khủng hơn tồn tại thậm chí đời cha hắn đám người đều nghĩ qua muốn cùng những thứ kia nhân vật khủng bố đánh một trận đây là dung nhập vào bọn họ thiên ma trong xương thị huyết hiếu chiến bây giờ mộng vô nhai đột nhiên phát hiện kia sợ sẽ là đời cha hắn đám người vẫn còn như cũ không cách nào đối diện với mấy cái này cường đại hắc ám tồn tại ngày xưa còn nhớ năm đó thiên thương đám người chỉ là đưa bọn họ đuổi cũng không có hoàn toàn muốn nghiền nát bọn họ nếu không toàn bộ thiên ma, tự hồ cũng sẽ chôn cất diệt. Bọn họ còn tự cho là đúng, cho rằng là từ thiên thương đám người trong tay chạy thoát. Bây giờ Mộng Vô Nhai tự hồ biết, không phải bọn họ chạy thoát, mà là thiên thương đám người cố ý thả bọn họ một con đường sống. Hồi lâu sau, Mộng Vô Nhai cũng trầm mặt lại. Phía dưới chúng thiên ma ai cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Càng phát ra trầm mặt xuống. Chỉ sợ một câu nói chọc giận Mộng Vô Nhai bị hắn xé sống. Bởi vì ở không lâu trước đây, mộng vô nhai đã xé nát nhiều cái không nghe lời gia hỏa. Thực ra cũng là ở chư thiên mà sống, chỉ là sau đó đi đến rồi vượt ngoại, tìm càng thêm nồi thiên địa rộng lớn. Mộng vô nhai đột nhiên nỉ non một cái câu, những thứ kia hắc ám thật kinh khủng như vậy sao? Ha ha, bản vương thật rất muốn kiến thức một phen. Vừa nói mộng vô nhai lần nữa ha ha phá lên cười. Một thân máu đỏ áo quần, tùy phong đung đưa rất xa chỗ. Thiên cơ cốc. Thiên cơ lão nhân cũng có chút ngẩn người. Không nghĩ tới vẫn còn có như vậy lưu ảnh di lưu lại. Rốt cuộc là người nào gây nên đây? Quanh. Từng trận bàn bạc thiên cơ lực từ quanh người hắn tản ra. Toàn bộ thiên cơ cốc giờ phút này vô cùng quỷ dị. Phản phất ở cổ kim, bây giờ, tương lai giữa nỗi lơ lửng. Đủ loại quỷ dị cảnh tượng, xuôi ngược phơi bày thiên cơ lão nhân lấy thiên cơ lực, ở suy diễn người này, rốt cuộc là ai? Đột nhiên, một trận cường đại thiên cơ lực đột nhiên trắng trả. Quanh! Thiên cơ cốc trong phút chốc hóa thành nghiền nát. Liền liền thiên cơ lão nhân nhục thân cũng nổ mở ở giờ khắc này. Chỉ chốc lát sau, thiên cơ lão nhân nhục thân gây dựng lại, chỉ là trên trán lại suy yếu vô cùng. Hắc ám lực lượng. Thiên cơ lão nhân nỉ non một cái câu, trong thần sắc tràn đầy sự khó hiểu, trong mơ hồ hắn thật giống như thấy được một đạo hắc ám bóng người, nhưng là còn lại không cách nào cụ thể thấy rõ. Thiên cơ cắn trả lực quá mức đáng sợ, hắn không chịu nổi. Cổ Kim bao nhiêu kỷ nguyên chôn cất diệt, thậm chí nhân hoàng chôn cất cổ lúc, đã từng luân hồi tiêu diệt quá. Nhưng mà kỳ quái là, thậm chí có hỏa chủng di rơi xuống. Hơn nữa còn nghĩ một ít gì đó ghi xuống. Ngoại trừ nam tử tóc trắng kia, tự hồ các đời cường giả cũng ít nhiều có nhiều chút ghi chép. Điều này thật sự là quá mức kỳ quái. Nếu quả thật kỷ nguyên chung tất diệt, tiêu diệt vạn cổ, này đầy đủ mọi thứ cũng hẳn triệt để biến mất mới đúng. Nhưng là lại có ghi chép còn để lại, có hỏa chủng kéo dài. Cẩn thận hồi tưởng đạo thân ảnh kia. Sẽ không sai. Tuyệt đối sẽ không sai. Đó là một đạo hắc ám bóng người. Trong mơ hồ thiên cơ lão nhân càng là thấy được Là nó tự tay bị diệt lần lượt kỷ nguyên Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắc ám tổ địa bên trong Một đạo hắc ám bóng người nhìn lại chư thiên liếc mắt Như vậy thiên cơ suy diễn Nhân quả chi lực Mình bị nó cảm ứng được Hồi lâu sau Mặt của nó bên trên đột nhiên nổi lên một tia lộ vẻ sầu thảm nụ cười Nó ngưng mắt nhìn sau núi lão tổ ngủ say phương hướng Nỉ non một cái câu Muốn thức tỉnh sao? đời này lại nên làm như thế nào tiên các mọi người cũng đều ngơ ngác lăng ở tại giờ khắc này ngược lại một số người mơ hồ nghĩ đến vẻ này hắc ám lực lượng tự hồ đang trên người một thanh phong thấy qua một thanh phong cười nhạt một tiếng mọi người đây là thế nào mọi người ai cũng không có tùy tiện nói chuyện một vị trong đó tiên các trưởng lão tiến lên tới hơi do dự một chút nói dám hỏi thiếu chủ vẻ này hắc ám lực lượng rốt cuộc là cái gì càng nhiều hắn là muốn hỏi cổ lực lượng này có phải hay không là cùng một thanh phong trong cơ thể cổ lực lượng kia như thế nhưng là lời vừa ra khỏi miệng lại thay đổi đối với lần này một thanh phong tự nhiên nhận ra được một cổ cường đại vô cùng lực lượng thôi không có gì một thanh phong ngưng mắt nhìn mọi người nói nếu như ở dạng này lực lượng gia trì bên dưới tất cả mọi người có thể tiến bộ nhanh chóng dừng một chút Hắn nụ cười trên mặt dần dần không nhìn thấy xuống dưới, đã như vậy, ta cũng sẽ không tràn đầy mọi người. Cổ lực lượng này cùng ta thể nội lực lượng là đồng căn đồng nguyên. Cái gì? Lại quả là như thế. Mọi người nhất thời một trận xôn xao. Tin tưởng rất nhiều người cũng biết rõ, cũng từng nghe nói, nói thanh phong là chư thiên hy vọng, thực ra lời này cũng là không sai. Một thanh phong từ tốn nói, tin tưởng chư vị cũng mơ hồ biết rõ, chư thiên sắp đại loạn. Nếu quả thật đại loạn, mọi người như thế sống được. Có thể nói khi đó thậm chí toàn bộ tiên cắt cũng sẽ không còn, chư ngày đều không có ở đây, làm sao huống là tiên cắt đây. Cho nên để cứu này Phương Chư Thiên, Thanh Phong chủ động sáp nhập vào cổ lực lượng này. Hắn cười một tiếng, mọi người cho là cổ lực lượng này là cái gì? Chẳng nhẽ chính là tà ác sao? Đau giết người, có thể đau là tà ác sao? Không phải, là đang ở với vận dụng đau người mà lực lượng đồng dạng cũng là như thế, không có tà ác, chính nghĩa phân chia chỗ với đơn giản chính là chúng ta nội tâm như thế nào cầu vận dụng của lực lượng này thôi. Chư vị cho là thanh phong nói có đúng không? Lời này quả thật không tệ. Đao bản thân không phải tà ác, mà là ở chỗ vận dụng người khác. Lực lượng cũng giống như vậy, là đang ở với nhân, mà không phải ở chỗ này của lực lượng cường đại nguồn. Tốt. Mọi người cũng trầm mặt lại. Tự hồ cũng cho là có thể một thanh phong lời muốn nói. Ở dạng này đại kiếp bên trong muốn tồn sống tiếp, chỉ có đi vào hắc ám. Nhưng là đi vào hắc ám, cũng không có nghĩa là chúng ta chính là hắc ám. Một thanh phong tiếp tục nói, chư vị nghĩ sao? Đây cũng là thanh phong không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, dung nhập vào cổ lực lượng này nguyên nhân. Thanh phong suy nghĩ, chính là mang theo mọi người như thế nào trận này kiếp nạn sau đó như thế nào tồn sống tiếp dĩ nhiên có lẽ mọi người sẽ hoài nghi thanh phong từng nói cho là thanh phong là có tư tâm hay hoặc giả là đối với lực lượng theo đuổi đi có thể chư vị có thể suy nghĩ một chút nhiều năm như vậy thanh phong là người nào chẳng nhẽ chư vị còn không biết không hắn cười một tiếng thanh phong làm cũng là vì chư thiên suy nghĩ cũng là như thế nào mang theo mọi người trốn qua một kiếp này vô luận là hắc ám cũng tốt quang minh cũng được chỉ cần chúng ta tâm là chư thiên như thế nào nơi không phải chư thiên lời này tự hồ có hơi đạo lý nếu như có thể còn sống sót đi vào hắc ám tự hồ cũng là không có gì hơn nữa còn có thể được lực lượng cường đại đã như vậy cớ sao mà không làm đây một số người không khỏi tâm động ngưng mắt nhìn mọi người một thanh phong âm thầm cười một tiếng lãnh thiên hành chậm rãi đi tới nhìn ánh mắt của một thanh phong có chút đông lại một cái ngay sau đó đối mọi người phất vất tay cũng tản đi theo chúng nhân đi ra ngoài lãnh thiên hành ngưng mắt nhìn cái này quen thuộc tới cực điểm đồ đệ giờ phút này xa lạ như vậy ngươi muốn làm gì muốn đưa bọn họ dẫn vào hắc ám sao lãnh thiên hành lạnh giọng nói một thanh phong bất đắc dĩ cười một tiếng sư phó ngươi muốn biết rõ đại kiếp buông xuống chỉ có như vậy mới có thể chỉ huy mọi người sống sót. Nghe vậy, lãnh thiên hành hừ một tiếng, bây giờ ngươi để cho ta cảm thấy xa lạ như vậy. Sư phó, ta từ đầu đến cuối đều là ngươi đồ đệ. Một thanh phong từ tốn nói, trong bóng đêm cũng không có cái gì không tốt. Vừa có thể làm cho chính mình còn sống sót, lại có thể được lực lượng cường đại, như thế có gì không thể. Hay, hay nha, không hổ là ta hảo đồ đệ lãnh thiên hành đột nhiên phá lên cười trong tiếng cười mang theo nồng nặc châm chọc sư phó ta làm như vậy cũng là vì chúng sinh có thể còn sống đi xuống một thanh phong thở dài nói hơn nửa đồ nhi vừa mới cũng nói trầm luân hắc ám chưa chắc là tà ác tà ác không phải lực lượng mà là lợi dụng vận dụng sức mạnh nhân hay hay nha lãnh thiên hành nói những hình ảnh kia ngươi không nhìn thấy sao bao nhiêu tiên hiền tiền bối dục huyết phấn chiến đổi lấy bây giờ an ổn mà tạo thành hết thảy các thứ này chính là hắc ám lực lượng ngươi lại muốn mang của bọn hắn đi về phía hắc ám hắn phá lên cười như vậy sổ điển vong tông chuyện ta tự hỏi hay lại là không làm được mà ngươi thân là tiên các người bản thân thừa tái của lực lượng này không nói còn phải dẫn mọi người mà vào hắc ám hắn chỉ một thanh phong lớn tiếng gào lên ngươi thật đúng là ta lãnh thiên hành hảo đồ đệ một thanh phong không hề bị lay động, khóe miệng mang theo nụ cười, sư phó, ta làm như vậy cũng là vì mọi người, vì mọi người có thể sống được, chỉ có như vậy mới có thể bình yên vô sự trải qua tràng này đại kiếp, không phải sao? Dừng một chút, hắn thở dài một cái, có lẽ sư phó không hiểu, cho là ta phản bội tiên các. Ngươi cho là ta sẽ hiểu sao? Lãnh thiên hành nói, chúng ta mặc dù tiên các đã từng làm qua chuyện sai lầm, nhưng là nhiều năm như vậy, đã từng hộ vệ quá chư thiên nha trong mắt của hắn nổi lên một tia tưởng nhớ. Ngày xưa tiên các như thế nào cường thịnh, vấn đỉnh toàn bộ chư thiên. Bây giờ làm sao lại biến thành bộ dáng này? Ngay cả bên người tên đồ đệ này cũng xa lạ như vậy. Giờ khắc này lãnh thiên hành đột nhiên có một loại cảm giác mệt mỏi thấy. Hắn già rồi. Lão tự như có lẽ đã không chống đỡ nổi tới tiên cát rồi. Nghĩ đến đây, lãnh thiên hành có chút tự trào nở nụ cười ta làm cũng là ở hộ vệ chư thiên lưu lại một nhiều chút hỏa chủng chẳng lẽ không đúng sao một thanh phong bình tĩnh nói sư phó có lẽ ngươi cũng không hiểu nhưng là đồ nhi tự hỏi không có làm sai đưa mắt nhìn hắn hồi lâu lãnh thiên hành đột nhiên mở miệng nói ta thật là già rồi nha vừa nói xoay người đi ra ngoài ngưng mắt nhìn bóng lưng của hắn một thanh phong trong mắt một vệt hắc khí phơi bày ngược lại biến mất vô ảnh vô tung rầm rầm. Cường đại khí tức đột nhiên từ vực ngoại tới. Nhất thời để cho tất cả mọi người đều hướng trên bầu trời nhìn. Giờ khắc này người sở hữu đều cảm giác được này cổ uy thế đáng sợ. Phản phất trời đất sụp đổ. Hỗn độn bên trong tinh vực. Đường vũ đột nhiên đứng dậy. Bọn họ tới. Ở hướng nơi này dần dần đến gần, rất nhanh sẽ biết hạ xuống ở phía này chư thiên. Là những thứ kia hắc ám nhân vật khủng bố ly sơn lão mẫu sắc mặt có chút trắng bệch như vậy uy thế quá đáng sợ tất cả mọi người đều ngưng mắt nhìn đường vũ tự hồ cũng đang chờ hắn quyết định như thế toàn bộ chư thiên cũng hỗn loạn tưng bừng mà bắt đầu trời ơi là những thứ kia hắc ám nhân vật khủng bố bọn họ muốn hạ xuống ở nơi này phương chư thiên rồi không nếu quả thật như vậy người nào có thể ngăn cản mọi người thất kinh người người tự nguy thậm chí cho là ngày tận thế tới đi mau đi mau đi hỗn độn tinh vực ở ảnh hưởng bên trong thấy được đường vũ thấy được hắn ngày xưa đại chiến mới vừa tài năng cái thế một số người chuẩn bị lần nữa đi đến hỗn độn tinh vực bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có đường vũ có thể bảo hộ bọn họ rầm rầm không trung cũng rách mở ở giờ phút này vô nhiều năm tháng trường hà thùy lạc trong mơ hồ hơn 10 đạo hắc ám bóng người như ẩn như hiện bọn họ không che giấu chút nào khí tức quanh người linh dực nhỏ khẽ hít một lần mắt hướng về kia phương không gian nhìn thú vị quả nhiên thú vị lấy mộng mà vào đồng thời lại cùng thực tế thay nhau sau lưng một ít hắc ám tồn tại không biết rõ lời này là ý gì cũng không dám tùy tiện đi hỏi như vậy thì để ta làm đánh vỡ cái này mộng cảnh cho ngươi hoàn toàn trở về thực tế đi Linh Dực ha ha phá lên cười. Quanh. Nó với năm tháng trường hà bên trong, đột nhiên một chưởng vỗ ra. Rầm rầm. Nhất thời trời đất sụp đổ. Năm tháng trường hà đang bắn tung, không gian ở nghiền nát. Giờ khắc này chư thiên bên trong người sở hữu đều cảm giác được vô cùng kinh khủng khí tức. Phản phất bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Đường Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, chân đạp thời gian pháp tắc, vọt lên tận trời dọc theo này cổ kinh cũng uy thế đi đường vũ ly sơn lão mẫu đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi công ngộ không đám người cũng muốn đi theo lên nhưng là đường vũ tốc độ quá nhanh thoáng qua giữa liền biến mất ở rồi trước mắt mọi người hơn nữa hắn phất tay đám đông toàn bộ đều nghịch chuyển trở về sư phó công ngộ không xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ lão tam đường vũ Tất cả mọi người hô hô lên Nhưng là đạo thân ảnh kia đã chạm vào rồi năm tháng trường hà bên trong Biến mất không thấy gì nữa Rầm rầm Cường đại uy thế hóa thành một đạo vô cùng hắc ám lực Nhìn như là một cổ Nhưng là lại lại già thiên cái địa Phản phất toàn bộ chư ngày đều bị cái này uy thế bao phủ rồi Một khi này cổ uy thế lan tràn mà xuống Chư thiên ác sẽ hủy diệt Mộng vô nhai vào giờ khắc này cũng vọt ra khỏi thiên ma tinh, hắn liều lĩnh cười lớn, bản vương liền xem các ngươi một chút những người này lại biết bao cường đại. Thiên cơ lão nhân nghịch lưu nhi thượng, biến mất ở rồi thiên cơ cốc. Tiên các tòa kia quỷ dị tế đàn, kỳ quái là giờ khắc này lại đang lóe lên quang mang. Chỉ là nhưng không ai thấy. Rầm rầm. Cường đại uy thế lan tràn toàn bộ chư thiên. Phản phất chư ngày đều tùy thời muốn vỡ nát vào giờ khắc này. Lực lượng đáng sợ đêm này phương chư thiên hoàn toàn bao phủ đường vũ dọc theo thời gian trường hà mà lên lần lượt quanh quyền mà ra muốn ngăn cản này của lực lượng đáng sợ quanh hắn ở thời gian trường hà bên trong bóng người bay ngược mà ra ngã vào vào bất đồng con sông cùng lúc đó mộng vô nhai cũng đang xuất thủ nhưng là của lực lượng này quá cường đại căn bản không phải bọn họ có thể chống cự quanh một cái râu tóc tất cả bạch lão người hai tay không ngừng huy động hóa thành một đạo bình chướng, đêm này của lực lượng cường đại chặn lại. Thiên cơ lão nhân cũng rên khẽ một tiếng. Cùng lúc đó, đường vũ cùng mộng vô nhai lần nữa quay người mà quay về. Sừng sững ở bên cạnh thiên cơ lão nhân hai bên năm tháng trường hà trên. Mộng vô nhai vẻ mặt kinh ngạc, ngưng mắt nhìn không ngừng đến gần hát ám bóng người, ha ha phá lên cười, thật không ngờ cường đại, hay, hay, như thế bản vương càng phát ra cảm thấy thú vui. Người này có bị bệnh không? đường vũ ở tâm lý lẩm bẩm một câu ngược lại đối thiên cơ lão nhân có chút thi lễ tham kiến tiền bối trở về đi thiên cơ lão nhân bình tĩnh nói đây cũng là để cho đường vũ có chút ngẩn người trở về thiên cơ lão nhân lập lại lần nữa một câu đường vũ không nói gì không nhúc nhích ngưng mắt nhìn thiên cơ lão nhân chỉ nghe thiên cơ lão nhân tiếp tục nói lần này ta để ngăn cản Bây giờ còn không phải xông phá một ít hư vọng thời điểm. Hắn nghiêng đầu hướng Đường Vũ nhìn lại, cười một tiếng, ta vốn là có phải hay không là cái này kỹ nguyên nhân, ta xem qua quá nhiều kỹ nguyên luân hồi tiêu diệt cùng trọng sinh. Vốn cho là chỉ cần ta không quan tâm, tự hồ là có thể né tránh hết thảy, bây giờ nghĩ đến là ta sai lầm rồi. Cho nên đời này, ta cũng phải chen vào một chân rồi. Hắn tóc trắng ở bay lượn, ánh mắt cũng dần dần nướng nóng lên phản phất là có lên hỏa diễm, thiêu đốt ở hắn trong đôi mắt. Quanh thân phát ra lăng nhiên chiến ý. Để cho mộng vô nhai cũng hơi nhíu mày. Trở về đi, ta vốn là vạn thế trước người. Trông xuống cũng không sao. Thiên cơ lão nhân ngưng mắt nhìn đường vũ, hơn nữa còn có trọng yếu nhất một chút, ngươi biết rõ là cái gì không? Đường vũ cúi đầu. Hắn tự nhiên biết. Đó chính là nhìn chỉ cần ngươi còn sống, ngày khác đều có thể vạn cổ tái hiện thiên cơ lão nhân cười ha ha một tiếng mộng vô nhai sững sờ ngưng mắt nhìn ánh mắt của đường vũ mang theo một tia tìm tòi bởi vì hắn không biết rõ thiên cơ lão nhân lời này là ý gì bất quá hắn lại cảm thấy đường vũ tiểu tử này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy nếu như nói lúc ấy tạo mà ra hình ảnh thật là hắn tại sao đột nhiên nhỏ yếu như vậy muốn biết rõ từ bộ kia trong hình ảnh thật sự phơi bày nam tử tóc trắng quanh thân mang theo uy thế ngập trời, để cho mộng vô nhai đều cảm giác được trận trận kinh hãi. Tự hồ hắn tiện tay gian liền có thể trấn áp chính mình. Như vậy cường đại uy thế, thậm chí ngay cả thời kỳ tục cùng thiên thương cũng vượt qua. Mộng vô nhai từ đầu đến cuối đều cho rằng, khi đó thiên thương là người sở hữu đỉnh phong, là người khác thật sự không đạt tới mức độ. Nhưng mà thấy nam tử tóc trắng này sau, mộng vô nhai đột nhiên phát hiện, còn có nhân so với thiên thương mạnh hơn. Lời như vậy, ngày xưa Thô Bỉ lão đầu cũng đã nói. Chỉ là không biết rõ tại sao, đường vũ hắc hắc tự trào nở nụ cười, đúng nha, các ngươi chinh chết trận, sau đó đem thật sự có hy vọng đều giao cho ta. Có thể các ngươi có nghĩ tới không, ta có thể hay không gánh lên tới đây nặng nề hy vọng đây. Đường vũ trong mắt nổi lên nồng nặc bi ai, ở ta lúc rất nhỏ, ta là một tên ăn mày, khi đó ta sinh hoạt là không có có lựa chọn. Suy nghĩ, liền là như thế nào sống tiếp. Sau đó ta tu luyện có thành, lúc này ta vốn cho là ta có lựa chọn, nhưng là ta lại phát hiện vẫn vẫn là không có lựa chọn. Một đường đi qua 5 tháng. Thời gian thật sự thay nhau lối rẻ. Tự cho là đúng, có bất đồng lựa chọn. Thực ra có lúc căn bản cũng không có lựa chọn. Không phải ngươi đang chọn cái gì, mà là sinh hoạt như vậy lựa chọn ngươi. Sinh hoạt nha. Là nhất định quả, mà không phải đi ra quả. Giống như phía dưới phàm nhân như thế. Mỗi người ăn bao nhiêu cơm, có bao nhiêu tiền đều là nhất định. Khi còn bé ta mong đợi nhất chính là có thể ăn cơm no, sau đó đi, ta liền hy vọng có một lão bà, có đứa bé, vợ con nhiệt kháng đầu sinh hoạt, sau đó bình bình đạm đạm lão hủ. Ta cho là cũng đã rất khá. Ta cho tới bây giờ cũng không cho là ta là cái gì cứu tinh cái gì. Ta chính là một cái bình thường nhân, một cái bình thường tới cực điểm nhân ở trên đời này đại đa số cũng như cùng ta như thế đều là một cái bình phàm nhân sau đó ta tiến vào thế giới thiên đạo nhìn như đủ loại nghịch ngợm thực ra mỗi một bước ta cũng đi như lộ miếng băng mỏng như thế ở phía sau tới ta tu luyện có thành ta cho là ta có thể lấy khoản đó chính mình số mệnh rồi nhưng là vẫn không có cho đến tiến vào chư thiên ta ở thế giới thiên đạo bên trong vô địch tu vi tự cho là đúng cường đại ở chư thiên này phương đại thiên thế giới như cũ còn cái gì cũng không phải. Thiên cơ lão nhân trong mắt lướt qua vẻ khổ sở, ngưng mắt nhìn đường vũ. Hắn thật lâu cũng không nói gì. Trầm mặt hồi lâu, hắc ám đáng sợ uy thế càng phát ra lớn mạnh. Mỗi người đi tới trên đời này, hắn đều có chính mình nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Thiên cơ lão nhân hướng xa xa hắc ám kinh khủng bóng người nhìn, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, vô luận ngươi là có hay không lớn lên, năm tháng cũng sẽ bức bách ngươi lớn lên, sau đó gánh lên thuộc về mình nghĩa vụ cùng trách nhiệm ngươi là chư thiên hy vọng nghe vậy đường vũ chỉ có cười khổ hắn là chư thiên hy vọng không biết rõ tại sao hắn cũng không có cảm giác được mừng rỡ thật sự cảm thấy chỉ là nặng nề cùng bi ai đúng nha bao nhiêu tiền bối tiên hiền bỏ ra nam tử tóc trắng dùng bao nhiêu giá mới thành tựu rồi hiện tại chính mình nếu như có thể lựa chọn, đường vũ cái gì cũng không muốn. Hắn chỉ cần bình bình đạm đạm một đời, trăm năm thời gian, như vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc nha, hắn là không có lựa chọn. Thiên cơ lão nhân nói, ta biết rõ này đối với ngươi mà nói rất trầm trọng, nhưng là, hài tử nha, không có cách nào nha. Thiên cơ lão nhân thảm nở nụ cười, nhìn ánh mắt của đường vũ tự hồ cũng có lệ quan đang nhấp nháy. Một lát sau, đường vũ hít một hơi thật sâu, hắn kiên định gật đầu một cái sẽ không thất vọng sẽ không để cho các ngươi thất vọng cũng sẽ không khiến ngày xưa những thứ kia các tiền bối thất vọng nghe vậy thiên cơ lão nhân trọng trọng gật đầu một cái đi lên trước hắn chụp sợ đường vũ bả vai sau này có lẽ chỉ có thể dựa vào chính ngươi bây giờ các nàng đều có mỗi người sự tình muốn làm dừng một chút hắn tiếp tục nói nếu như có thể ta hy vọng ngươi có thể đủ giữ vững đến các nàng trở về đối với cái này một chút đường vũ sớm đã biết cuối cùng thật sự dựa vào chỉ có mình đường vũ thề trấn thủ ở này đường vũ nặng nề nói ngăn trở hắc ám mà vào hộ chư thiên an ổn đợi các nàng trở về thực ra đường vũ mong muốn bảo vệ duy có bên cạnh một số người thôi nhưng cũng là bởi vì như thế lại không thể để cho chư thiên tiêu diệt bởi vì chư thiên một khi tiêu diệt hắn quan tâm cũng liền không tồn tại. Bây giờ này Phương Chư Thiên tọa độ đã bại lộ. Dù cho lần này Thiên Cơ lão nhân có thể ngăn cản, nhưng là hắn vừa có thể ngăn cản bao nhiêu đây? Hơn nữa nhìn Thiên Cơ lão nhân trạng thái, rất rõ ràng liền hắn cũng không có lòng tin. Làm xong thề đánh một trận tử chiến chuẩn bị, Thiên Cơ lão nhân nặng nề vỗ một cái đường vũ bả vai, ngưng mắt nhìn xa xa hắc ám, âm âm u u nói, ta vốn là chôn tất cổ người một đời lại một thế tránh né, trốn tránh. Lần lượt kỷ nguyên luân hồi cùng tiêu diệt. Nghe qua chúng sinh gào thét bi thương, xem qua chúng sinh tươi mới nhuộm máu hồng tinh khu vực, xem qua chư thiên băng bể. Bây giờ ở đời này, rốt cuộc ta muốn dính vào trước nhất chân, có lẽ ta là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng là chư thiên chính là do như vậy nhỏ nhặt không đáng kể chúng ta, mà ngưng tụ mà thành. Thiên cơ lão nhân khí tức quanh người đang không ngừng tăng vọt hắc ám lực lượng nhìn chư thiên nắm trong tay vạn cổ các đời chư thiên nhân kiệt vô không phải là muốn đánh vỡ cái này số mệnh bọn họ dục huyết phấn chiến dùng máu chư thiên thiên cơ lão nhân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần 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 không nhìn thấy lại đi nguyên vốn có chút thương lão mặt mũi cũng đang không ngừng trẻ tuổi đến cuối cùng hắn biến thành một cái 20 tuổi khoảng đó bộ dáng hắn phải lấy chính mình trạng thái đỉnh cao nhất đi chinh chiến lần này nếu không thể sửa lại kết cục này đầy đủ mọi thứ đều đưa vĩnh tịch đầy đủ mọi thứ đều biến mất ở năm tháng trường hà bên trong sau đó kỷ nguyên mở lại tân sinh mệnh xuất hiện sau đó sẽ lần chôn tất diệt luân hồi một lần lại một lần vĩnh vô chỉ cảnh thiên cơ lão nhân hắn dậm chân mà lên hướng xa xa hắc ám đi chẳng qua là ta vô năng không cách nào tiến vào hắc ám tổ địa nhưng ngay cả như vậy ta cũng phải chém chết một cái tổ địa nhân vật khủng bố. Hắn bóng người ở năm tháng trường hà bên trong càng phát ra phiêu hốt mơ hồ. Nhưng cũng là như vậy có thể thấy rõ ràng. Quanh. Thiên cơ lão nhân xa đứng ở năm tháng trường hà bên trong. Linh dực đợi hắc ám tồn tại, nhìn hắn. Là ngươi. Linh dực đột nhiên có chút khiếp sợ nói, ngươi là ngày xưa chôn cất cổ người. Đầy đủ mọi thứ cũng hẳn tiêu diệt mới đúng nhất là chôn cất cổ cái kia kỷ, kỷ nguyên. Nhưng tại sao còn sẽ có đến sinh linh trốn ra luân hồi đây? Nguyên lai là ngươi, ta đều muốn không nhận ra được, ta ngươi vốn là cùng một cái kỷ nguyên người, năm xưa ngươi từng cùng nhân hoàng tranh phong quá. Ta vẫn cho là ngươi đã chết, nhưng chưa từng nghĩ, lại là đi về phía hắc ám. Thiên cơ lão nhân ngưng mắt nhìn nó. Ha ha! Linh dực ha ha phá lên cười, nếu như không phải thua ở nhân hoàng tay, ta cũng chưa chắc sẽ đi về phía như thế. Bất quá này với ta mà nói, cũng rất tốt. Về phần nhân hoàng, trong mắt của ta, kia chính là một cái ngu xuẩn. Nó trong giọng nói nổi lên một tia nhớ lại, chung tất cổ lúc, bách tộc đều xuất hiện, nhân tộc bị bách tộc nô dịch đến, lăng, nhục đến. Khi đó nhân hoàng thật là một người gánh vác lên nhân tộc nha. Linh giật nụ cười dần dần không nhìn thấy lại đi, âm âm u u nói, nghĩ tới đây hết thảy Ta lại còn là có chút thoáng mờ mịt, hay hoặc giả là có chút hoài niệm đi. Một mình ngươi đi vào hắc ám tồn tại, không có tư cách nhất nhân hoàng. Thiên cơ lão nhân lạnh giọng nói. Linh Dực. Năm xưa cùng Nhân Hoàng tranh phong quá, chỉ là cuối cùng lại bại vào Nhân Hoàng tay, đi xa tha hương, tìm kia vô thượng đại đạo. Tất cả mọi người đều cho là nó hẳn đã chết. Nhưng là không nghĩ tới, lại đi vào hắc ám. Hừ kia bất quá chỉ là một cái hồ đồ ngu xuẩn ngu xuẩn thôi linh Dược nói tự cho là đúng cho là có thể cứu cái gì nhưng là cuối cùng liền ngay cả mình cũng không cứu vớt được nhụn đẫm vực ngoại nghiền nát ở năm tháng trường hà bên trong nó a à cười một tiếng trong tiếng cười không nói ra châm chọc hắn đã từng vì nhân tộc gánh vác lên một mảnh trời nhưng là nhân tộc vì hắn làm qua cái gì thậm chí ngay cả hắn con cháu tại hắn chiến sau khi chết cũng bị nhân tộc tàn sát liền huyết mạch cũng không có để lại cho nên ta nói hắn là một thằng ngu chẳng lẽ có vấn đề sao im miệng thiên cơ lão nhân bạo nổ quát một tiếng nhân hoàng chi công tích như nhật nguyệt tinh thần bất hủ in vào chư thiên chúng sinh trong lòng chúng sinh cũng sẽ không quên nhân hoàng ồ cho nên có vài người liền tàn sát rồi hắn con cháu giết hắn đời sau linh dực ha ha cười lớn như vậy hồi báo quả thật không tệ ha ha nghe vậy Khóe miệng của Thiên Cơ lão nhân lướt qua vẻ khổ sở. Năm xưa nhân hoàng đã từng vì nhân tộc gánh dậy rồi một mảnh trời. Nhưng là cuối cùng nhân tộc lại tàn sát hắn con cháu, tàn sát đời sau. Thậm chí ngay cả huyết mạch cũng không có để lại. Cho nên ta nói hắn là một thằng ngu." Linh Dực ha ha cười to. Khóe miệng của Thiên Cơ lão nhân có chút co quắp một cái, im miệng. Hắn chợt quát một tiếng. Chợt tiếng lên quanh thân cường đại khí tức hội tụ vu thì quan trường hà bên trong về phía trước bao phủ đi linh dực hừ một tiếng phất tay thời gian trường hà nghiền nát liên đới thiên cơ lão nhân đều không khỏi lui về phía sau đến hắn ngạc nhiên nhìn linh dực nó thật không ngờ cường đại một kích toàn lực bị như thế dễ như trở bàn tay chặn lại thậm chí còn đã thương ngược lại chính mình dù cho ngươi từ chôn cất cổ sống đến đời này thì thế nào đây Linh Dược ha ha cười lớn, lần này ta muốn hoàn toàn đưa ngươi nghiền nát, chém chết nơi này. Quanh. Nhất thời đại chiến với nhau. Kinh khủng uy thế lan tràn tới chư thiên vạn giới. Toàn bộ chư thiên tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Đại chiến như vậy cách nhau quá xa. Bọn họ dĩ nhiên là khó mà thấy. Nhưng là một số người lại biết rõ, giờ phút này vực ngoại chính đang phát sinh vô cùng đáng sợ đại chiến. Hỗn độn bên trong tinh vực ly sơn lão mẫu mấy người cũng tràn đầy lo âu kinh cũng như vậy uy thế là đường vũ cùng hắc ám tồn ở bắt đầu đại chiến sao công ngộ không cầm thật chặt trong tay kim cô bổng hắn đúng là vẫn còn quá mức nhỏ yếu không cách nào cùng đường vũ kề vai chiến đấu vực ngoại đường vũ cùng mộng vô nhai ngưng mắt nhìn đại trong chiến đấu thiên cơ lão nhân hắn không phải linh dực đối thủ ở linh dực cường đại uy thế bên dưới thiên cơ lão nhân nhục thân cũng vỡ nát mấy lần ở tiếp tục như thế, hắn thật sẽ có thể chết ở linh vực trong tay. Một khi thiên cơ lão nhân chết thật đi. Chỉ có đường vũ có thể ngăn cản những thứ này hắc ám sao. Này là không có khả năng. Về phần mộng vô nhai lập trường, đường vũ cũng không xác định. Giờ phút này đường vũ trầm tư. Hắn đang suy tư, nếu như mới có thể tương trợ thiên cơ lão nhân giúp một tay. Trong lúc bất chợt, nhân hoàng trung từ hắn thiên tượng bên trong bay ra đường vũ chợt quát một tiếng toàn thân pháp lực vận chuyển đem nhân hoàng chung dùng sức vứt ra ngoài hắn muốn đem nhân hoàng chung đánh vào trong chiến trường đi tương trợ thiên cơ lão nhân nhưng là với nhau đại chiến uy thế quá mức đáng sợ lấy đường vũ pháp lực căn bản là không có cách đem nhân hoàng chung đánh vào trong chiến trường còn không chờ hoàn toàn tiếp cận chiến trong tràng liền bị đáng sợ uy thế lần nữa bắn ngược mà ra ta tới giúp ngươi mộng vô nhai khẽ quát một tiếng cùng đường vũ hai người đồng thời vận chuyển pháp lực. Quanh. Nhân hoàng trung phá vỡ uy thế, bay vào trong chiến trường. Đông đông đông. Trầm muộn tiếng chung vang dội lên. Nhất thời thiên cơ lão nhân cùng linh dực đồng thời sững sờ, đồng thời mở miệng. Nhân hoàng trung. Đông đông đông. Nhân hoàng trung không ngừng vang dội. Thanh âm rung động hoàng vũ. Phản phất là từ cổ kim tương lai vang dội lên trong mơ hồ trong mơ hồ thấy với nhân hoàng chung bên dưới một cái lão giả áo bào trắng hắn râu tóc bạc phơ ánh mắt ấm áp thêm bình tĩnh nắm nhìn vạn cổ phản phất mang theo vạn cổ thở dài kèm theo nhân hoàng chung đồng thời vang dội nhân hoàng linh dực ngưng mắt nhìn đạo kia phiêu hốt bóng người ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chỉ là nó vẫn không khỏi lui về sau một bước năm xưa bọn họ tru diệt nhân hoàng bỏ ra không ít thê thảm giá bất quá cũng còn khá, cuối cùng đúng là vẫn còn đem nhân hoàng nghiền nát ở năm tháng trường hà bên trong, để cho hắn hoàn toàn vĩnh tịch. Nhưng mà bây giờ lần nữa thấy được đạo thân ảnh này, như cũ còn để cho linh dực có chút bản năng sợ hãi. Mặc dù nó đã từng cùng nhân hoàng một thời đại, thậm chí còn cùng nhân hoàng tranh phong quá. Nhưng cũng là bởi vì như thế, nó mới biết rõ nhân hoàng đáng sợ. Thiên cơ lão nhân ngưng mắt nhìn đạo thân ảnh kia, ánh mắt trưng trưng. Này là Nhân Hoàng. Năm xưa đã từng gánh vác lên nhân tộc toàn bộ hy vọng người. Có thể là nhân tộc lại bị diệt hắn hết thảy. Tàn sát con cháu, tàn sát đời sau. Cuối cùng liền huyết mạch cũng không có tiếp tục kéo dài. Khi còn sống hắn vì nhân tộc chinh chiến một đời, cho dù là sau khi chết, Nhân Hoàng chung như cũ còn đang vang vọng, phản phất là Nhân Hoàng lại xuất hiện. Giống nhau tại thế lúc bảo vệ nhân tộc. Đông đông đông. Nhân Hoàng Trung chấn động không ngừng. Khi đạo thân ảnh mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá kỳ quái là, giờ khắc này Nhân Hoàng Trung lại treo lơ lửng ở đỉnh đầu của thiên cơ lão nhân. Đông đông đông. Nhân Hoàng Trung thùy lạc ngàn vạn sáng mờ, ngưng tụ thành một đạo kết giới, lồng trùng lên thiên cơ lão nhân quanh thân. Ánh mắt của thiên cơ lão nhân rưng rưng, quát lên lên tiếng, sát. Đỉnh đầu hắn Nhân Hoàng Trung về phía trước chém giết đi bất quá chỉ là nhân hoàng chung thôi, một món binh khí, cho dù là nhân hoàng hồi phục, ta cũng không sợ. Linh dực bạo nổ quát một tiếng, lần này cho ngươi vĩnh tịch. Quanh! Năm tháng trường hà sôi trào rung rẩy lên. Đại đạo khí tức tràn ngập. Không gian cũng vào giờ khắc này đông đặc trở thành thực chất một dạng ngược lại lại từng tất từng tất nghiền nát. Thiên cơ lão nhân cùng linh dực hai người ngang dọc chém giết. Đông 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 nhân hoàng trung toát ra một đạo đạo quan mang cùng thiên cơ lão nhân uy thế hợp làm một thể đồng thời về phía trước trấn áp tới đáng sợ pháp lực phản phất ở cổ kim tương lai lan tràn lên linh dực vốn là mang theo mang những thứ kia hắc ám tồn tại đồng thời nghiền nát ở đại chiến đáng sợ uy thế bên dưới đối với lần này linh dực mặt không chút thay đổi phản phất tử chính là nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi quanh dù cho có nhân hoàng trung gia trì Thiên cơ lão nhân cũng ở đây từng bước lui về phía sau. Linh vực quanh thân mang theo ngút trời hắc khí, từng quyền từng quyền đánh về phía trước đi. Thiên cơ lão nhân trong mắt nổi lên vẻ khổ sở. Ở tiếp tục như thế, hắn thua không nghi ngờ. Hắn quay đầu, hướng chư thiên nhìn, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Đường Vũ. Đột nhiên, hắn chợt quát một tiếng, quanh thân mang theo đáng sợ uy thế, chưa từng có từ trước đến nay về phía trước đi. Ký tức quanh người càng phát ra đáng sợ đứng lên. Ồ! Phải liều mạng sao? Linh Dực cười ha ha một tiếng, châm chọc nói, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường, đưa ngươi hoàn toàn chôn tất diệt. Nó tự như một cái đáng sợ ác ma. Đánh về phía trước đi. Dù cho nhân hoàng chung ở quanh thân ngưng tụ ra từng tầng một kết giới, tới bảo vệ đến thiên cơ lão nhân, nhưng là to lớn đáng sợ uy thế, như cũ để cho hắn từng trận khí huyết sôi trào đường vũ ở phía xa nhìn lòng như lửa đốt tại sao có thể như vậy cho dù là nhân hoàng chung gia trì bên dưới thiên cơ lão nhân lại cũng không phải linh vực đối thủ ở tiếp tục như thế thiên cơ lão nhân thật sẽ chôn cất diệt nơi này nhưng là còn có cái gì có thể tương trợ thiên cơ lão nhân sao đế hỏa này một dạng đế hỏa thật giống như trừ mình ra người khác không cưỡi được liên quan tới một điểm này đường vũ đã sớm thí nghiệm qua Lúc đó hắn muốn đem đế hỏa giao cho Ly Sơn Lão Mẫu, dùng cái này tới hộ vệ hỗn độn tinh vực chu toàn. Nhưng là đế hỏa lại như kỳ tích lần nữa trở lại chính mình thiên tượng bên trong. Đoạn đao. Ngay cả nhân Hoàng Trung cũng không thể chống đỡ được linh dực uy thế. Tự hồ đoạn đao cũng là vô sự vô bổ. Nhưng là trừ lần đó ra, hắn thật giống như thật không có gì có thể tương trợ thiên cơ lão nhân rồi. Đường vũ trao mày, nhìn đang đại chiến bên trong thiên cơ lão nhân đông đông đông. Nhân hoàng chung từng tiếng nặng nề âm thanh, phản phất như nói vạn cổ bất khuất. Ta nói rồi, đừng nói là nhân hoàng giờ, liền là nhân hoàng hồi phục, ta cũng không sợ. Linh dực ha ha cười lớn. Thiên cơ lão nhân không nói một lời. Hắn đột nhiên đưa tay ra, đột nhiên một trảo. Quanh. Hạ giới bên trong. Thiên cơ cốc bay tới. Xui ngược thành một tòa thật to trận pháp, nhật nguyệt tinh thần, phơi bày trong đó không gian cùng thời gian thay nhau phản phất tòa này trận pháp tự thành rồi nhất phương thiên địa đem linh dực vây buồn ngủ ở trong đó ha ha chính là trận pháp thôi linh dực vẫn còn ở liều lĩnh cười lớn cho là như vậy thì có thể vây nhốt ta phá cho ta quanh toàn bộ trong trận pháp cũng một trận run rẩy phản phất tùy thời có thể băng liệt đỉnh đầu của thiên cơ lão nhân nhân hoàng chung vào giờ khắc này cũng đi sâu vào đến trong trận pháp. Hắn pháp lực cùng nhân hoàng chung lực lượng giao hội với nhau. Ổn định trận pháp. Đồng thời với trận pháp bên trong, hóa thành từng đạo đáng sợ pháp tắc chi lực, giống như dòng lũ một dạng hướng linh dực trấn áp tới. Quanh. Linh dực thân thể một trận, có đen nhánh huyết từ trên người nó giọt rơi xuống. Đáng chết, ngươi lại bị thương ta. Thiên cơ lão nhân quanh thân nhuộm máu. Hắn tổn thương linh dực nhưng là thật sự trả giá thật lớn lớn hơn. Ở dạng này trong trận pháp, để cho hắn chiến lực lần nữa tăng lên. Này là đương thời Lạc Kinh Yên đi đến thiên cơ cốc, cùng hắn cùng bố trí trận pháp. Chỉ là đáng tiếc, cho dù có như vậy trận pháp, hắn cũng không phải linh dực đối thủ. Giờ khắc này thiên cơ lão nhân cả người không đau khổ không vui, bình tĩnh ngưng mắt nhìn linh dực. Hắn có thể làm, chính là cố gắng tối đa hết mình, nghĩ biện pháp mang theo linh dực cùng lên đường. Có lẽ đây chính là tốt nhất kết cục. Sát. Thiên cơ lão nhân khẽ quát một tiếng, lần nữa chém giết về phía trước. Rầm rầm. Khí tức đáng sợ chấn động tứ hải bát hoang. Ở vô tận vực ngoại sôi sùng sục. Chư thiên bên trong tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Bọn họ biết rõ. Lần này rất có thể chính là chư thiên tán diệt. Đáng sợ uy thế từ vực ngoại từng trận đánh tới. Chấn động chư thiên đại đạo hành cung bên trong. Đoàn kia mơ hồ sương mù hiện lên. Chỉ là nhìn này một dạng sương mù rất là đạm bạc. Phản phất gió thổi một cái thì có thể tiêu tan. Kinh khủng như vậy đại chiến, mặc dù là ở vực ngoại đã phát sinh, nhưng là cường đại ba động, như cũ còn đánh thẳng vào đại đạo bổn nguyên. Chủ yếu nhất là nó muốn chống cự, tới suy nhược này cổ uy thế. Phòng ngừa như vậy uy thế, hoàn toàn hủy diệt chư thiên. Không chống đỡ được đại đạo xuôi ngược thành rồi một cái nhân hình, nó nỉ non một cái câu, chỉ là mấy cái nữ tử, các nàng rốt cuộc muốn làm gì. Còn là nói các nàng cũng muốn đánh vỡ như vậy hư vọng. Với mộng mà vào thực tế sao? Nhưng là bây giờ thật giống như cũng không phải thời cơ nha. Quanh. Lại vừa là một trận uy thế đánh tới. Đại đạo khí tức đột nhiên lại vừa là một trận mơ hồ. Đại đạo ngưng mắt nhìn vực ngoại đại chiến, nỉ non mà bắt đầu, thực ra ta cũng hy vọng có thể mau sớm đánh vỡ tràn này hư vọng, như vậy ta cũng liền có thể rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Rầm rầm. Đáng sợ uy thế từng trận đánh thẳng tới. Thậm chí ngay cả đại đạo hành cung cũng xuất hiện ti ti vết rách. Nó thừa nhận, vốn là người khác thật sự cảm giác được càng đáng sợ hơn. Dù sao nó là đại đạo, đứng mũi chịu sào chính là nó. Luôn nói đến, đạo ca cũng là không dễ dàng không nói trước khống chế này phương chư thiên như thế nào một khi này phương chư thiên gặp nạn cái gì nó chạy cũng không chạy khỏi cho nên đạo ca cũng rất là chật vật nha tiên cát lãnh thiên hành mệt mỏi hướng vực ngoại nhìn một cái ngược lại ngưng mắt nhìn cách đó không xa một thanh phong giờ phút này một thanh phong trên mặt lại còn mang theo ti ti tiếu ý đây chính là ngươi muốn 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 hủy diệt này phương chư thiên lãnh thiên hành nhìn cái này xa lạ đồ đệ Sư phó, đừng lo cái gì. Các nàng còn có người có thể chống cự, ít nhất bây giờ này Phương Chư Thiên sẽ không hủy diệt. Một thanh phong cười nhạt. Nghe vậy, khóe miệng của lãnh thiên hành có chút co quắp một cái, ngươi là cố ý, muốn nơi này tới tiêu hao một ít tồn tại cường giả, đúng không? Lần chiến đấu này sau, thiên cơ lão nhân cũng sẽ không tái hiện. Vừa nói, lãnh thiên hành nở nụ cười, sau đó ngươi sẽ mang một số người tiến vào hắc ám, đến thời điểm chư thiên hoàn toàn không còn sư phó chỉ cần ngươi nghĩ ngươi như thế có thể tuyên cổ bất hủ một thanh phong nhẹ nhàng nói a à, như vậy bất hủ cùng ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì lãnh thiên hành hướng sau núi nhìn một cái tự hồ là nhìn thấu nội tâm của lãnh thiên hành suy nghĩ một thanh phong từ tốn nói sư phó vô dụng cho dù ngươi muốn lấy mọi người nhuộm máu tế đàn tới đánh thức cây đao kia cũng là vô dụng Hắn nghiêm nghị nói, cây đao kia đã gãy lìa, mặc dù đường vũ quả thật chữa trị không ít, nhưng là so sánh với trạng thái tột cùng như cũ còn kém xa. Hơn nữa cây đao kia, chỉ có ở nam tử tóc trắng kia trong tay mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho dù là thiên thương cũng không được, từ. Hắn năm xưa đã từng cũng cầm đao tiến vào hắc ám tổ địa, nhưng là hắn có thể phát huy uy lực, đơn giản chính là ở năm phần 10 khoảng đó đi. Về phần đường vũ, ha ha, hắn bây giờ có thể phát huy ra ba thành cũng là không tệ rồi một thanh phong nói cho nên sư phó dù cho mọi người huyết tế cũng không cách nào hoàn toàn đem cây đao này uy lực phát huy được càng không chống đỡ nổi cái gì thoáng yên lặng một thanh phong tiếp tục nói cho nên sư phó ngươi chính là buông tha cái này có chút ý tưởng ngây thơ đi ta không hiểu hắc ám có cái gì không tốt sao vừa có thể no lưu chư thiên một ít hỏa chủng lại có thể làm cho mình cường đại bất hủ, cớ sao mà không làm đây? Thực ra đại đa số cũng chấp niệm với chính mình tâm, ở tự cho là đúng thôi. Nếu như toàn bộ chư ngày đều biến thành hắc ám, như vậy còn sẽ có hắc bạch phân chia sao? Khóe miệng của một thanh phong mang theo nụ cười. Chỉ là này ti tiếu ý, lại để cho lãnh thiên hành có chút không rét mà run mà bắt đầu. Hắn biết rõ bây giờ một thanh phong, sớm đã không phải hắn ngày xưa cái kia đồ đệ có lẽ hắn bị hắc ám thật sự hữu thực chứ hay hoặc giả là hắn cam tâm đi về phía hắc ám vô luận là loại nào ngày xưa một thanh phong đều đã không có ở đây đối với lần này lãnh thiên hành ở không nói lời nào bởi vì hắn biết rõ thật sự nói cái gì đều đã vô dụng một thanh phong đã sớm không thể quay đầu rồi ngay cả hắn đều không hiểu không biết rõ ngày xưa cái kia tao nhã lịch sự đồ đệ vì sao lại đi tới mức như thế Bóng lưng của hắn có chút mệt mỏi hướng sau núi đi tới. Ngồi ở tòa kia trong tế đàn. Thu phong tiêu sắc, Lạc Diệp phi toàn. Lãnh Thiên Hành hướng bốn phía ngưng mắt nhìn một cái mắt, hắn con mắt so với lá rụng càng phải vắng lặng. Già dạ rồi, thật già dạ rồi. Lãnh Thiên Hành tự dễu cười một tiếng. Rầm rầm. Thiên Cơ lão nhân cả người giả bộ như điên cuồng như thế. Nhục thân lần lượt bị đánh nát. Giờ phút này hắn và Linh Dực sở hữu pháp thuật nội liễm, hai người sử dụng tối nguyên thủy nhục thân đánh giết. Nhưng mà so với vừa mới pháp lực giao phong va chạm, càng khủng bố hơn gấp mấy lần. Quanh! Quanh! Thiên cơ lão nhân bị một quyền đánh bể thân thể. Thần hồn nở rộ vạn đạo sáng mờ, huyển hóa ra xiền xích trật tự, đem Linh Dực cuốn chặt lấy rồi. Rầm rầm! Đông đông đông! Trận pháp kinh cũng uy thế đánh tới. Nhân hoàng trung đang vang vọng. Thiên cơ lão nhân đang nộ hống. Đáng chết. Linh giật mắng một tiếng. Quanh. Nó thân thể nổ tung, tán lạc tại rồi trong trận pháp. Đen nhánh huyết sắc vải hướng vực ngoại. Nhưng mà trong nháy mắt thân thể gây dựng lại, nó lạnh lùng ngưng mắt nhìn thiên cơ lão nhân, ngươi để cho ta cảm thấy tức giận. Đông đông đông. Nhân hoàng trung chợt trở nên lớn, hướng linh dực đụng mà tới đoàn 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 linh vực từng quyền từng quyền đánh vào nhân hoàng chung trên đinh tai nhức ốc âm thanh xen lẫn đáng sợ uy thế hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán thiên cơ lão nhân lần nữa banh quyền tới hỗn độn khí hơi thở sôi sùng sục đại đạo trật tự vào giờ khắc này cũng thác loạn đáng sợ pháp tắc nghịch chuyển hết thảy hóa thành có thể đáng sợ nhất một quyền phản phất vô số ngôi sao nhật nguyệt ngưng tụ ở thiên cơ lão nhân trong quả đấm Cùng lúc đó, quyền phong chuyển một cái, lại biến thành trưởng thế. Nhân hoàng trung trên, có thân ảnh mơ hồ hiện lên. Vào giờ khắc này phản phất cùng thiên cơ lão nhân hợp làm một thể, đồng thời về phía trước chém giết đi. Đây là... Linh dực hơi sững sờ. Đây là năm xưa nhân hoàng đạo và Pháp, giờ phút này thiên cơ lão nhân thông quá nhân hoàng chung cảm ứng, thi triển mà ra. Trưởng phong êm ái. Nhưng là lại lại vô cùng đáng sợ giống như là có thể phá hủy hết thảy đáng sợ gió bão quanh giống như cự long như thế đáng sợ uy thế từ thiên cơ lão nhân trong lòng bàn tay phơi bày ra đông 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 nhân hoàng trung đột nhiên xuất hiện ở thiên cơ lão nhân dưới chân giờ phút này thiên cơ lão nhân cả người cũng đang phát tán ra dịu ánh mắt chân hắn đạp nhân hoàng trung sừng sững ở vạn cổ năm tháng trường hà trên quanh thân pháp tắt lượng lờ cái bộ dáng này để cho linh dực thần sắc có chút hoảng hốt đứng lên. Phản phất thấy được ngày xưa nhân hoàng. Rầm rầm rầm. Trong lúc bất chợt đáng sợ uy thế lần nữa đánh tới. Để cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Nhưng mà linh dực sửng sốt một chút đi qua, lại ha ha phá lên cười. Thiên cơ lão nhân cả người cũng lăn ở ngay tại chỗ. Ngay cả đường vũ cùng mộng vô nhai đều không khỏi hướng xa xa nhìn. Lại có hắc ám kinh cũng đánh tới. Hơn nữa đơn thuần lấy này cổ uy thế mà nói, trong đó nhất định có không kém gì linh dực nhân vật khủng bố. Chỉ một chỉ là một linh dực, đã làm cho không người nào có thể đối kháng rồi. Nếu là tới một cái nữa, như vậy này Phương Chư Thiên liền hoàn toàn không có hy vọng. Ha ha, ngươi ngay cả ta đều không đối phó được đây. Bây giờ ngươi còn phải chống cự cái gì? Linh dực ha ha phá lên cười, ta nói rồi lần này ngươi đem vĩnh tịch. Thiên cơ lão nhân không nhúc nhích, sắc mặt nổi lên thật sâu vô lực hắn nhìn lại xa xa chư thiên đại thiên thế giới trên mặt lộ nở một nụ cười khổ bây giờ ai còn có thể cùng hắn kề vai chiến đấu đây tự hồ thật không có cái gì hy vọng này phương chư thiên đúng là vẫn còn muốn phá mật rồi không nam tử tóc trắng tái hiện vạn cổ cố gắng muốn lưu lại tốt đẹp muốn đến đây chấm dứt ông đoạn đao đột nhiên hiện lên đường vũ trong tay hắn hít một hơi thật sâu nhìn thiên cơ lão nhân liếc mắt hắn tay cầm đoạn đao hướng xa xa hắc ám bóng người đánh tới phương vị đi tiểu tử ngươi muốn làm gì thiên cơ lão nhân kinh hô lên đường vũ không nói một lời hướng về kia vài luồng hắc ám khí tức đi bây giờ không có cách nào thiên cơ lão nhân đơn thuần đối phó một cái linh dực đều đã có chút lực bất tòng tâm nếu là đang đối mặt kinh khủng hắc ám tồn tại như vậy thiên cơ lão nhân chắc chắn phải chết đến lúc đó không người ở có thể ngăn cản hắc ám hàng lâm đường vũ mơ hồ biết thiên cơ lão nhân ý tứ chính là hắn sẽ cố gắng mang theo linh dực cùng lên đường mà đường vũ có thể làm có lẽ là vì hắn sáng tạo một cái cơ hội có lẽ như vậy có chút tàn nhẫn nhưng là không có cách nào sự tình chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt một cái kẻ địch khủng bố đường vũ quay đầu hướng thiên cơ lão nhân nhìn giờ phút này ánh mắt của hai người cách nhau vô số khoảng cách, mắt đối mắt với nhau. Phản phất cũng từ với nhau trong con mắt biết cái gì. Ánh mắt của thiên cơ lão nhân rưng rưng, ha ha phá lên cười, đột nhiên hắn dùng lực đem nhân hoàng chung đánh ra ngoài. Tiểu tử, sau này phải dựa vào chính ngươi. Thiên cơ lão nhân cười lớn nói. Cùng lúc đó trận pháp tản mát ra từng đạo đáng sợ uy thế, không có vào đến thiên cơ lão nhân trong thân thể. Giờ phút này hắn và trận pháp hợp làm một thể. Cả người tản mát ra ngút trời đáng sợ uy thế. Linh Dực ngưng trọng, nhìn Thiên Cơ lão nhân, giờ phút này khí thế của hắn để cho Linh Dực cảm thấy kinh hãi. Đông đông đông. Nhân Hoàng trung vang triệt, hiện lên đỉnh đầu của Đường Vũ. Ngay tại lúc đó, đế hỏa lại cũng như kỳ tích xuất hiện ở dưới chân hắn. Giờ khắc này Đường Vũ cảm thấy từ đế trong lửa truyền tới mừng rỡ cảm giác. Phản phất nó chờ đợi giờ khắc này với nhau kề vai chiến đấu đã rất lâu. Trong mơ hồ, đường vũ nghe được đế hỏa tự hồ có hơi hưng phấn gầm thét. Đỉnh đầu hắn nhân hoàng chung. Chân đạp đế hỏa. Tay cầm đoạn đao. Cùng ngày xưa nam tử tóc trắng kia như thế giống nhau. Xa xa trụ dương đợi hắc ám nhân vật khủng bố, miễn cưỡng bữa ở ngay tại chỗ. Cũng không dám tin hướng hắn nhìn. Đường vũ sừng sững ở vô tận trong hỗn độn, ánh mắt bình tĩnh ngưng mắt nhìn xa xa hắc ám bóng người. Nói đến kỳ quái, giờ khắc này nội tâm của hắn lại vô cùng bình tĩnh bình vô cùng yên tĩnh dù cho mấy chục nhân vật khủng bố trong đó còn có này không kém gì linh vực trụ dương theo lý thuyết như vậy uy thế đủ để cho đường vũ cảm giác kinh hãi nhưng mà giờ khắc này lại cứ trời không có trụ dương chú thích rồi đường vũ hồi lâu khẽ cười nói là ngươi nhưng cũng không phải ngươi đáng tiếc ngày xưa cái kia vạn cổ nhân kiệt nha nó lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, bất quá ta nghĩ, ngày khác ngươi nhất định sẽ tái hiện chứ. Thời gian trường hà thác loạn, nghịch chuyển. Bất quá một bước, liền đã tới trước mặt đường vũ cách đó không xa. Sau lưng những thứ kia nhân vật khủng bố, giờ khắc này lại đều cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn hướng đường vũ như thế. Đừng nói là bọn họ, chính là hắc ám tổ địa trưởng khống giả, còn có lão tổ đám người, tựa hồ đối với này người nam tử cũng là tràn đầy sợ dù cho bao nhiêu năm đã qua. Năm xưa hắn hơn người vô địch phong độ tuyệt thế, ở hắc ám tổ địa đại sát tứ phương phóng khoáng. Như cũ còn để cho hắc ám tổ địa một ít thật lâu khó quên. Là ngươi. Thật đúng là để cho người ta hoài niệm nha. Trụ dương khẽ cười nói, chỉ là đáng tiếc, bây giờ ngươi còn có thực lực làm gì sao? Nó hướng xa xa chư thiên vạn giới nhìn, ngược lại lại nhìn một chút đường vũ. Phản phất đang suy tư điều gì? Đường Vũ nói, ta không phải hắn, ta tên là Đường Vũ. Đường Vũ sao? Trụ Dương ánh mắt như điện, đôi mắt lưỡng đạo vô cùng đáng sợ uy thế tung tóe mà ra. Đông đông đông. Nhân hoàng chuông vang triệt. Đế hỏa cũng một trận chập chờn. Đưa nó này cổ uy thế ngăn cản. Thật đúng là một cái thú vị tên. Bất quá vô luận ngươi có phải hay không là hắn, ta đều ghét gương mặt này. Trụ Dương thanh âm đột nhiên lạnh lùng xuống dưới, huống chi ngươi và hắn quan hệ, nhất định rất nhiều sâu xa, đã như vậy, như vậy ngươi càng hẳn chết. Quanh. Hắc ám khí tức với nó trong lòng bàn tay tản ra. Hóa thành một cái đen nhánh cự long. Về phía trước quyển tịch đi. Qua tinh thần rơi xuống, không gian vỡ nát, thời gian trường hà thác loạn. Nhưng mà kỳ quái là, ở đế hỏa cùng nhân hoàng trung gia trì bên dưới, đường vũ cũng không có cảm giác được này cổ uy thế kinh khủng. Đông đông đông. Đế hỏa thiêu đốt, chiếu sáng hư vô hỗn độn. Nhân hoàng chuông vang triệt vạn cổ. Đường vũ tay cầm đoạn đao, sừng sững ở vạn cổ năm tháng trường hà trên. Hắn đao thức bừng bừng. Một đao xé rách bầu trời. Quanh thân pháp tắc chi lực quấn quanh. Tam tượng đều xuất hiện, xuôi ngược huyển hóa thành đủ loại quỷ dị tiếng động lạ. Cuối cùng đầy đủ mọi thứ dần dần không nhìn thấy, hóa thành kinh thiên động địa một đao. Quanh, nhân hoàng trung 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 đế hỏa chập chờn rầm rầm đao thức không ngừng phản phất từ cổ kim tương lai tới phá vỡ thời gian xé không gian ở vạn cổ bên trong hoảng hốt chìm nổi đến từ bốn phương tám hướng mà tới ở đủ loại pháp tắc chi lực gia trì bên dưới đao thức quỷ dị không ngừng đang biến hóa quanh trống hắc long đang nộ hống lẫn quẩn cự đại long thân thể bị vô tận đáng sợ đau thức bao phủ. Quanh. Hắc Long nghiền nát. Cùng lúc đó nhân hoàng chung cùng đế hỏa ở cường đại uy thế bên dưới, cũng bay ra rất xa. Mà tại chỗ bên trong, đường vũ còn sót lại thần hồn như cũ còn đang phát tán ra chói mắt dịu ánh mắt, tràn đầy bất khuất. Hắn bạo nổ quát một tiếng, nhục thân trong phút chốc gây dựng lại. Nhân hoàng chung cùng đế hỏa lần nữa bay tới, xuất hiện ở trên đầu của hắn cùng dưới chân. Trụ Dương cười lớn, không tệ, không tệ. Ha ha, lấy cảnh giới như vậy lại có thể ngăn cản ta một kích toàn lực. Cái này làm cho Trụ Dương cũng thật bất ngờ. Dù cho có đế hỏa cùng nhân hoàng trung gia trì, nhưng là với nhau giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, nhưng là không nghĩ tới, Đường Vũ lại miễn cưỡng chặn lại này cường đại một đòn. Cũng không gì hơn cái này. Đường Vũ ha ha phá lên cười, chỉ bằng ngươi. Đừng nói cùng hắn còn có cùng thiên thương tranh phong rồi, nếu là ta tiến thêm một bước, cũng có lòng tin đưa ngươi chém chết. Nghe vậy, Trụ Dương gật đầu một cái, ngươi nói đúng, đối với bọn hắn hai vị, ta cũng rất là nghiêng bội. Nhưng là một mình ngươi tiểu tiểu sâu trùng, lại cũng cùng ta nói lời như vậy. Ngươi cho rằng là ngươi là bọn hắn sao? Ta không phải bọn họ. Đường Vũ Bạo nổ quát một tiếng, nhưng là ta sẽ mạnh hơn bọn họ. Nói xong, hắn cử nhân hoàng chung cùng đế hỏa lại chủ động đánh ra linh dực không dám tin nhìn phía xa đại chiến nó không nhịn được nói tiểu tử này rốt cuộc là cái gì lại lấy như vậy tu vi chặn lại trụ dương chẳng nhẽ hắn thật là hắn sao nhưng nếu như là hắn tại sao bây giờ sẽ nhỏ yếu như vậy đây ngay sau đó nó lại hướng chư thiên nhìn một chút đột nhiên nó thật giống như biết cái gì ha ha phá lên cười thì ra là như vậy thì ra là như vậy thiên tài hắn thật là một cái kỳ nhân nha lại lấy loại biện pháp này nghịch chuyển thiên luân biên đảo càng khôn làm cho mình đặt mình trong ở một mảnh hư vọng nơi dùng cái này tới lưu lại lúc trước tốt đẹp lợi hại thật sự là lợi hại nha giờ phút này thiên cơ lão nhân ánh mắt yên lặng khí tức quanh người cũng dần dần không nhìn thấy lại đi nhưng mà làm cho người ta cảm giác lại đáng sợ như vậy tay hắn bút khởi là các ngươi có thể biết giải thiên cơ lão nhân nói trận pháp và thiên cơ lão nhân hòa hợp giờ phút này hắn lại lần nữa biến thành tóc bạc hoa râm trâu tóc bạc phơ bộ dáng chỉ bất quá so sánh với lúc trước càng già trên mặt hắn nếp nhăn mọc ung tùng vốn là thẳng tắp sống lưng vào giờ khắc này lại tựa như lại đi giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân như thế bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã nhào trong năm tháng hóa thành bụi trần nhưng mà giờ khắc này mặc dù khí tức nội liễm, Thương lão đã không còn hình dáng. Nhưng là làm cho người ta cảm giác tức thì vô cùng đáng sợ. Linh Dực cười lớn nói, "Thế nào? Ngươi muốn mang ta đi chung lên đường sao?" Vừa nói khinh thường lắc đầu một cái, "Đáng tiếc nha, ngươi không làm được. Ta vạn cổ bất hủ, kia sợ sẽ là ta chết, ta cũng như thế sẽ ở tổ địa hồi phục trở về." Nghe vậy, Thiên Cơ lão nhân cũng nở nụ cười, "Ta cũng giống vậy." dù là ta hôm nay chết trận, ngày khác cũng giống vậy sẽ tái hiện. Linh giật ngẩn người, tốt nửa đường, thì ra là như vậy nha. Nam tử tóc trắng kia quá đáng sợ. Hắn lại có thể làm đến mức độ như thế. Hắn bất tử, các ngươi bất diệt. Linh Dực đang nghe truyện trên TV audio CV cười lớn, lợi hại, thật sự là lợi hại. Thiên cơ lão nhân trong mắt chợt bột phát ra đáng sợ quang mang, cho nên vẫn là cùng ta cùng lên đường đi. Hắn toàn bộ thân hình cũng đang thiêu đốt. Sôi sùng sục ngọn lửa, nóng bỏng kinh khủng. Ngay cả không gian đều ở đây dạng ngọn lửa bên dưới đang đổ nát. Đây là Thiên Cơ lão nhân thần hồn lửa, cùng bốn phía trận pháp hòa hợp, thật sự bộc phát ra vô cùng đáng sợ sức mạnh to lớn. Thần hồn lửa hiện ra ở, Thiên Cơ lão nhân cặp kia có điên cuồng đôi mắt. Nhưng mà cả người hắn vào giờ khắc này, càng già. Phản phất sở hữu máu thịt bị quất cách hết sạch chỉ còn lại có da bọc xương tới nha cùng chết ha ha nhiều năm sau ta ngươi hồi phục tái chiến linh dực như cũ vẫn còn ở ha ha cười lớn đây quả thực là một cái kẻ điên căn bản không né tránh lại còn trực diện lên thiên cơ lão nhân thần hồn lửa hóa thành trực tự đủ loại đại đạo vết tích công xiền xen lẫn hắn tất sinh pháp lực đem linh dực thật chặt khốn tỏa ở ở đại hỏa thiêu đốt bên dưới Linh Dực như cũ vẫn còn ở ha ha cười lớn. Lộ ra điên cuồng như vậy. Ngươi không giết được. Dù là ngươi thần hồn lửa, cũng không diệt được ta. Linh giật nói, mà ngươi, nhưng ở dần dần đi về phía sinh mệnh cuối. Ha ha, tư vị này không dễ chịu chứ. Tử tại chính mình thần hồn lửa bên dưới. Trơ mắt cảm thụ, mình bị đốt đốt thành cho thống khổ. Thiên cơ lão nhân không nói một lời, con mắt tử nhìn chồng chọc hắn thần hồn lửa, xuôi ngược mà thành xiền xích trật tự, dùng hết thật sự có sức lực ở khốn tỏa ở linh vực. Rầm rầm. Cuối cùng thần hồn lửa, xen lẫn thiên cơ lão nhân tất sinh pháp lực, cùng linh vực ở trong hỏa hoạn hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Linh vực như củ cười lớn. Ầm. Đại hỏa đi qua, phản phất hết thảy đều hóa thành bụi trần. Hư vô hỗn độn đều bị thiêu hủy ngoại trừ lỗ hổng thật to. Hỗn độn khí hơi thở đang ở lan tràn, chậm rãi hướng lỗ hổng ngọt không. Hồi lâu sau này, ở vô tận trong hỗn độn. Ha ha tiếng cười lớn âm lần nữa truyền tới. Một đạo yếu ớt ánh sáng, ngưng tụ ra một đạo thần hồn. Linh dực. Không giờ phút này quá nhìn, nó có chút suy yếu. Nhưng là tiếng cười không giảm, như củ ngông cuồng. Cách đó không xa mộng vô nhai trừng lớn con mắt. Lấy thần hồn lửa thiêu đốt, lại cũng không có hoàn toàn giết chết nó. Nhưng là thiên cơ lão nhân đây Chẳng nhẽ đã chết rồi sao Ông cụ Thật thấp ho khang thanh âm vang dội lên Nhất thời linh dực tiếng cười một hồi Nhìn về phía cách đó không xa Cách đó không xa một đạo yếu ớt quan mang chấp thước Ngưng tụ thành thiên cơ lão nhân bóng người Giờ phút này hắn suy yếu tới cực điểm Hắn vô lực cười khổ một cái Đúng là vẫn còn không có làm được Linh dực quá mạnh mẽ nói cho đúng tổ địa của bọn họ tồn tại cũng quá mạnh mẽ dù là thiên cơ lão nhân cùng trận pháp hợp nhất thiêu đốt chính mình thần hồn hóa thành thuần túy nhất thần hồn lửa cũng như cũ không cách nào mang theo nó cùng lên đường thiên cơ lão nhân cảm thấy hắn thần hồn đang không ngừng tiêu tan ở tiếp tục như thế không bao lâu hắn biết sử dụng tịch rồi một đời lại một thế nhìn rồi quá nhiều luân hồi kỷ nguyên trọng tố ở đời này hắn rốt cuộc đi vào trong đó thẳng vào hắc ám tồn tại nhưng là hắn vẫn như cũ cũng không có làm gì đến liền liên đới nó cùng lên đường cũng không có làm được như hôm nay mấy lão nhân mơ hồ biết không phải hắn trốn khỏi kỷ nguyên luân hồi tiêu diệt mà là có sinh linh ở tận lực che giấu bọn họ tồn tại cho nên bọn họ tránh thoát khỏi rồi một lần lại một lần săn giết một lần lại một lần kỷ nguyên tiêu diệt hắn đột nhiên nghĩ đến không lâu trước đây suy diễn sở chứng kiến cái kia hắc ám bóng người chẳng lẽ là nó sao nhưng là nó rốt cuộc là ai lại muốn làm gì thiên cơ lão nhân cũng nhìn thấy cũng là nó chôn cất diệt rồi lần lượt kỷ nguyên nha ha ha thật đáng buồn nha thật đáng buồn ta nói hết rồi ngươi không giết được ta linh dực ha ha cười lớn nó thần hồn nhìn cũng vô cùng suy yếu nhưng là như cũ khó mà che giấu kia hung dữ tiếng cười điên cuồng. Ta tối thiểu tận lực. Thiên cơ lão nhân bình tĩnh nói, ta chỉ có thể làm đến bước này, tận lực. Vâng. Hắn tận lực. Muốn dùng hết tất cả, mang theo linh dực lên đường, lại không có làm được. Đây cũng là tiếc núi. Nhưng là, hắn tận lực. Chỉ là so sánh lấy trước kia nhiều chút tiền bối tiên hiền, hắn đúng là vẫn còn kém quá xa nhưng là cũng không phục đời này rồi tối thiểu tận lực hắn muốn làm chư thiên làm những gì có lẽ không có làm được chỉ có thể làm đến bước này trong cuộc sống quá nhiều phàm phu tục tử bọn họ bảo gia vệ quốc mà chiến nhưng là chiến sau khi chết ai lại sẽ ký cho bọn họ đây thật sự nhớ không phải là những thứ kia thượng vị giả giờ phút này thiên cơ lão nhân đột nhiên cảm thấy có chút mừng rỡ vì vậy trên đời phần lớn như hắn nhân có lẽ bọn họ cái gì cũng làm không tới nhưng là vừa làm được hết thảy hắn thần hồn bắt đầu một chút xíu tiêu tan trở thành nhạc thiên cơ lão nhân ở mỉm cười ta không làm được cái gì nhưng là ta lại cái gì cũng làm rồi luôn có người biết làm đến chúng ta không có làm được hết thảy thiên cơ lão nhân bình tĩnh nói ta không cách nào mang theo ngươi hết thảy lên đường nhưng là ngươi cũng tàn phế không còn đỉnh phong. Như vậy, đã rất tốt rất khá. Thiên Cơ lão nhân đột nhiên đứng lên, nhìn xa xa đường vũ đại chiến nơi. Hắn thấy được đường vũ cả người vào giờ khắc này, bị đánh bay. Nhưng là hắn lần nữa lên. Một lần lại một lần, không buông tha dùng dằn. Không tốt. Đột nhiên một tràng cười truyền tới, một thân đại hồng y áo lót tung bay lên, mộng vô nhai bay vào trong chiến trường, trên mặt cũng mang theo bướng bỉnh không kềm chế được nụ cười liều lĩnh không ai bị nổi bản vương thay ngươi chém nó hắn tự tay chỉ hướng linh dực hắc ám nơi nhân vật khủng bố ha ha thật là dọa người bản vương tu vi so với lên các ngươi kém từng tia nhưng giờ phút này bản vương chém ngươi hắn quay đầu nhìn thiên cơ lão nhân liếc mắt ngươi trước chống nổi đừng chết ha ha nhìn bản vương thay ngươi chém nó để cho cái đồ chơi này chết ở trước ngươi như thế ngươi khả hân an ủi giờ phút này mộng vô nhai hâm hở vốn là đỉnh phong lúc linh dực hắn không phải là đối thủ bây giờ linh dực đã trọng thương cho nên theo mộng vô nhai giờ khắc này hắn nhất định có thể chém nó không phải hắn không muốn tham dự chiến đấu chỉ là ngay từ đầu chiến đấu uy thế quá mức đáng sợ hắn không khỏi hướng xa xa nhìn cũng không biết rõ đường vũ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lại có thể tản mát ra đáng sợ như vậy uy thế cùng những thứ kia hắc ám tổ địa miệng nhân vật khủng bố đại chiến khó bỏ khó phân. Linh dực sững sờ, ngược lại ha ha phá lên cười, chỉ bằng ngươi. Mặc dù nó bây giờ trọng thương nghiêm trọng, nhưng cũng không phải mộng vô nhai có thể chém chết. Quanh Mộng vô nhai quanh thân thiên ma khí tức lượng lờ. Xuất thủ chính là lôi đình nhất kích. Với linh dực thần hồn bên trong hắc ám như thế giống nhau. Nhưng lại là hai cổ không đồng lực lượng rầm rầm. Ở linh vực trọng thương giờ khắc này, Mộng Vô Nhai cùng nó chiến cái cờ trống tương đương. Nhưng mà Mộng Vô Nhai lại cảm thấy càng phát ra kinh hãi. Bởi vì hắn thấy, ở linh vực thương thế nặng như vậy dưới tình huống, đối phó nó hẳn là dễ như trở bàn tay như thế. Thiên Cơ lão nhân thần hồn càng phát ra hư nhược đứng lên. Đang chậm rãi tiêu tan. Chỉ là khóe miệng của hắn lại mang theo một nụ cười châm biếm, những thứ kia chết đi, điêu linh ngày khác gặp ở vạn cổ lại xuất hiện. Theo hắn cùng chinh chiến hắc ám. Linh Dực quay đầu nhìn hắn một cái, vậy thì như thế nào? Bất quá chỉ là chết một lần nữa thôi. Nó ha ha phá lên cười, nếu như hắn đã chết, như vậy hết thảy mọi thứ dai không? Chỉ cần lão tổ hồi phục, hoàn toàn trông cất diệt sở hữu luân hồi, liền sẽ bắt đầu. Dù cho thực lực của hắn nghịch thiên, nhưng là sẽ không sửa đổi được cuối cùng chôn cất diệt hết thảy sự thật, thậm chí ngay cả hắn cũng sẽ chết đi. Ha ha! Thiên cơ lão nhân chỉ là ở cười nhạt một tiếng. Quanh! Bản vương cũng không tin, không chém được ngươi. Mộng vô nhai quát lên lên tiếng. Quanh thân đen nhánh ma khí, còn như thực chất một dạng hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén từ bốn phương tám hướng đi. Linh dực chỉ là ở ha ha cười lớn, trong tiếng cười không nói ra khinh thường. Quanh! Vực ngoại đại chiến kinh khủng uy thế, lần lượt lan tràn tới chư thiên. Chư ngày đều đang rung rẩy, giống như là tùy thời có thể vỡ nát. Hỗn độn bên trong tinh vực. Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương. Muốn xem hướng vô tận vực ngoại, nhìn về phía đại trong chiến đấu. Nhưng là với nhau giữa cách nhau quá xa. Căn bản là không có cách thấy. Khóe miệng của Ly Sơn lão mẫu mang theo nụ cười, cười má lúng đồng tiền như hoa, như thế sáng sủa hậu thổ cùng nữ qua sắc mặt nghiêm túc ở vực ngoại không chỉ một trận chiến đấu nếu như đường vũ đám người chiến bại như vậy toàn bộ chư thiên tự hồ cũng không có người nào có thể lần nữa ngăn cản hắc ám đáng sợ này phương thiên địa sẽ hoàn toàn tan vỡ hắn sẽ thắng ly sơn lão mẫu từ tốn nói bởi vì ta tin tưởng hắn mọi người nhìn về phía ly sơn lão mẫu giờ phút này nàng cười như thế sáng sủa Đối với lần này mọi người cũng không có nói gì. Bởi vì bọn họ cũng giống vậy tin tưởng đường vũ. Rầm rầm. Từng trận kinh khủng uy thế không ngừng đánh tới, đánh thẳng vào chư thiên. Đông đông đông. Nhân hoàng chuông vang triệt không ngừng. Đế hỏa từng trận chập chờn. Quanh. Đường vũ bóng người xuất hiện ở xa xa, nhìn kỹ bên dưới thần hồn bên trên đã xuất hiện từng đạo vết rách. Chỉ là hắn nhục thân lần nữa gây dựng lại, không muốn sống xông tới. Máu tươi tung tóe, tán lạc vô tận vực ngoại. Nội tâm của đường Vũ Bình vô cùng yên tĩnh. Giờ phút này còn thừa lại chỉ có chiến ý. Muốn thoải mái đánh một trận hào hùng. Sinh tử vào giờ khắc này phản phất đều đã thay đổi không có ở đây trọng yếu. Hắn biết rõ thiên cơ lão nhân sẽ phải hóa đạo đi xa. Mộng vô nhai cùng linh dực đại chiến, bọn họ đại chiến khó bỏ khó phân nhưng là nếu như linh dực muốn xoay người chạy trốn mộng vô nhai cũng là không ngăn được mà bây giờ đường vũ duy nhất có thể làm chính là kéo trụ dương cùng nó tiếp tục đại tiếp tục đánh có lẽ rất nhanh sẽ có người xuất hiện đây kiên trì tiếp như vậy là một cái chất mắt một khắc có lẽ đều sẽ có đến hy vọng bởi vì nhiều năm như vậy hắn đều là kiên trì như vậy đi xuống nhưng là chỉ muốn tự nói với mình còn có hy vọng chỉ phải kiên trì, đang kiên trì một bước, đang kiên trì một chút xíu thời gian, sẽ có hy vọng. Như thế như vậy, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng mỗi đi một bước, mỗi kiên trì tiếp một chút, đều tại hy vọng trung kiên trì tiếp. Không biết tự lượng sức mình. Trụ dương lạnh trên một tiếng. Một chưởng lần nữa đem đường vũ nghiền nát. Thần hồn bên trong đáng sợ hắc ám khí tức đánh tới. Để cho đường vũ không khỏi rùng mình một cái, cả người giống như đặt mình trong hầm băng một loại giá rét. Ngay sau đó kinh khủng hắc ám lực, phản phất là hóa thành tối đao sắc bén, tại hắn thần hồn bên trong nổi tới vạn đi. Nhưng mà đường vũ lại mặt không chút thay đổi, tựa như không cảm giác được đau đớn như thế. Đông đông đông. Đường vũ thần hồn dung nhập vào nhân hoàng chung trên. Trong hoảng hốt từ nhân hoàng chung trên, phơi bày ra vô số thân ảnh mơ hồ. Bọn họ đều là tích năm tiền bối cũng là đưa bọn họ đạo và pháp đóng dấu ở nhân hoàng chung bên trên sinh linh. Giờ phút này tự hồ toàn bộ hồi phục. Kèm theo đường vũ xuất thủ, mỗi người đánh ra chính mình một kích mạnh nhất. Quanh. Đường vũ lấy thần hồn cử nhân hoàng chung, hướng trụ dương đụng đi. Quanh. Nhân hoàng chung bay ra mấy triệu dặm. Đường vũ thần hồn chia năm xẻ bảy. Tán lạc tại rồi vũ trụ biên hoang. Đáng chết, đây là trụ dương phẫn nộ gầm thét nó một cái cánh tay lại nghiền nát ở dưới mục kích này nó lại thương ở một con trùng trong tay cái này làm cho nó có chút khó tin đường vũ thần hồn cũng suy yếu tới cực điểm tán lạc thần hồn không ngừng đoàn tụ lần nữa hóa thành đường vũ bóng người nhục thân cũng trong nháy mắt gây dựng lại phát tắc chi lực xuôi ngược phơi bày giờ khắc này đường vũ lần nữa dết trở lại không biết rõ tại sao từ cặp kia bình tĩnh trong đôi mắt trụ dương đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi giống như thật sự là quá giống cùng năm xưa nam tử tóc trắng thật là giống nhau như đúc giống vậy này điên cuồng như vậy cũng có như vậy bình tĩnh như vậy ánh mắt không khỏi trụ dương không khỏi run một cái ngược lại đột nhiên phản ứng kịp cho là mình cái ý niệm này có chút buồn cười dù cho hắn và nam tử tóc trắng rất nhiều sâu xa nhưng là năm xưa cái kia hơn người vô địch chi người đã không có ở đây Mà đường vũ bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu sâu trùng thôi Ở trụ dương xem ra, tùy thời có thể bóc chết sâu trùng Mộng vô nhai cùng linh dược đại chiến khó bỏ khó phân Thiên cơ lão nhân thần hồn ở dần dần tiêu tan Trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều mang nụ cười lạnh nhạt Cuối cùng hắn dùng hết khí lực sau cùng nói, ta tận lực Thanh âm này vang dội ở chư thiên Vang dội ở vạn giới Vang dội ở cổ kim tương lai Người khác nghe được Đây là thiên cơ lão nhân thanh âm Nhưng mà nhiều người hơn lại Không biết rõ người này rốt cuộc là ai Nhưng là bọn hắn cũng hiểu được Có chư thiên anh kiệt Với vực ngoại dục huyết phấn chiến Huyết rơi vải vực ngoại Giờ phút này hắn cần phải hóa đạo đi Với thế gian biến mất Điêu linh đi Cung tiễn tiền bối Cung tiễn tiền bối toàn bộ chư thiên vạn giới, giờ phút này cũng vang dội rồi âm thanh như vậy. Cung tiễn tiền bối. Khóe miệng của thiên cơ lão nhân giật giật, phản phất là ở mỉm cười. Hắn nghe được. Nghe được chư thiên đại thiên thế giới, đông đảo tu sĩ đang vì hắn tiễn biệt. Ở miễn cười trung, thiên cơ lão nhân bóng người hoàn toàn tiêu tán. Hắn hóa đạo đi. Chỉ có thể y theo nhờ vào ngươi. Cuối cùng thanh âm truyền vào đường vũ trong tai trong nháy mắt để cho đường vũ hai mắt đỏ ngầu hắn ngửa mặt lên trời thét dài quát lên lên tiếng cung tiễn tiền bối sát ngàn vạn thống khổ bi phẫn giờ phút này cũng hóa thành cháy hừng hực chiến ý sôi sùng sục ở đường vũ lồng ngực rầm rầm cuối cùng hắn lần nữa ngã ngã xuống vũ trụ biên hoang sâu bên trong đường vũ vô lực lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười cho dù là có nhân hoàng chung có đế hỏa gia trì bên dưới nhưng bản thân hắn tu vi đúng là vẫn còn quá mức nhỏ yếu. Mặc dù miễn cưỡng có cùng trụ dương sức đánh một trận. Bất quá chỉ là đánh một trận thôi. Nhất là bây giờ đường vũ, thần hồn bị thương nghiêm trọng. Cả người càng phát ra hư nhược đứng lên. Đây là ở hóa thân giữa thương thế chuyển hóa, nhưng như cũ thương thế thảm trọng như vậy. Nếu không sợ rằng đường vũ căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Con kiến hôi thôi. Trụ dương kinh thường nói, Bất quá chỉ là nhất chân có thể giết chết sâu trùng. Nó ngưng mắt nhìn Đường Vũ, nhưng là ta sẽ không giết ngươi. Ngươi người này cùng ngày xưa hắn rất nhiều sâu xa, ta sẽ dẫn đến ngươi trở lại tổ địa. Chờ đợi người lão tổ này hồi phục, ở thương nghị, xử trí như thế nào ngươi? Đối với lần này Đường Vũ vô lực nở nụ cười khổ. Hắn dùng dằn, tay cầm đoạn đao nửa quỳ xuống. Quanh thân máu tươi chảy như dòng nước. Nhất là thần hồn bên trong càng là từng trận như tê liệt đau đớn. hắn nhìn sau lưng xa xa, chưa thiên nhìn một cái, thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trụ dương, hít một hơi thật sâu, đường vũ chậm rãi khí tức. đông đông đông. nhân hoàng trung hiện lên đỉnh đầu hắn, tản mát ra từng đạo nhu hòa lực lượng không có vào đến hắn trong thần hồn, phản phất ở chống đỡ thần hồn bên trong này của hắc ám lực lượng, theo cổ lực lượng này dung nhập vào, thần hồn bên trong đau đớn giảm bớt chút ít. Đế hỏa lan tràn, ngọn lửa khẽ liếm, xuất hiện ở đường vũ dưới chân. Ngươi thật đúng là nhánh bách cúc chi trùng nha. Trụ dương lạnh lùng nói, nhưng bất quá cũng vô sự vô bổ nha, bất quá tử trễ một chút thôi, kết cục không sẽ cải biến. Đường vũ mặt không chút thay đổi lạnh lùng nhìn nó, không tới một khắc cuối cùng, ai biết rõ kết quả cuối cùng là cái gì. Không tới một khắc cuối cùng, vĩnh viễn có vô hạn khả năng. Chỉ cần còn không có hoàn toàn ngã xuống, còn không có hoàn toàn nhắm lại con mắt một khắc kia. kia đều có hy vọng. Có lẽ sau một khắc, các nàng sẽ có người nghịch loạn mà về, đưa ngươi chém chết nơi này. Đường Vũ nói. Trụ Dương ha ha cười to, ai có thể giết ta? Giết ngươi người không phải số ít. Đường Vũ nói, nam tử tóc trắng cùng thiên thương không nói. Nơi bọn họ bên ngoài, còn có tán tiên điện điện chủ, còn có một vị tóc trắng nữ tử, các nàng đều có thể giết ngươi hơn nữa giết ngươi vào giết chó. Trụ dương khí tức quanh người đột nhiên lạnh thấu xương đứng lên. Không thể chối, mấy người này nó đều là biết rõ. Cũng quả thật có thể diệt nó. Nhưng là cuối cùng câu kia giết ngươi như giết chó, cái này cũng có chút khó nghe. Ngươi nói không tệ, ta không phủ nhận bọn họ cường đại. Trụ dương nói, nhưng bây giờ bọn họ cũng không có ở đây. Vừa nói ha ha phá lên cười, này phương chư thiên đem sẽ phá diệt. Đầy đủ mọi thứ cũng sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Sát. Đường vũ nộ quát một tiếng. Quanh thân pháp lực, hóa thành lôi đình vạn quân thế. Pháp tắc giao dung. Cửu tự quyền đánh ra. Bây giờ cửu tự quyền, theo hắn lĩnh ngộ nhân hoàng trung bên trên minh khắc đạo và pháp, lần nữa xảy ra thuế biến. Cùng năm xưa căn bản không thể so sánh nổi. Nhưng là so với trụ dương mà nói, nhìn cũng là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Bây giờ đường vũ người bị thương nặng Dù cho hắn khôi phục kinh người Nhưng là ở thương thế quá nặng dưới tình huống Cũng không phải trong nháy mắt có thể khôi phục Nhất là đây là hắn thần hồn bị thương Đối với linh dực mà nói Đường vũ đã là nỏ hết đà Nhỏ nhặt không đáng kể Thậm chí còn có nhiều chút hài hước Nhìn đối thủ ở trong tuyệt vọng giải dụa Không nếm không phải một loại thú vui Rầm rầm Vạn cổ hỗn độn, vào giờ khắc này bị hai người cường đại uy thế vào giờ khắc này phá vỡ. Trụ dương sừng sững vạn cổ bất hủ tuổi trên ánh trăng, quanh thân hắc khí bao phủ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Phản phất là một tôn ngật đứng không ngã ác ma. Ở lạnh lùng chú thích đến chúng sinh nơi nơi. Đông đông đông. Nhân hoàng chung ở một bên phát ra âm thanh. Đế hỏa ở xa xôi bên ngoài chập chờn ngọn lửa. Đoạn đao ở kêu khẽ. Như thế nào? Thật đáng buồn sâu trùng. Ta nói rồi ngươi là nhỏ nhặt không đáng kể. Dù cho ngươi lấy được nhân hoàng chung, có đế hỏa, có thể sử dụng đoạn đao, vậy thì như thế nào, con kiến hôi từ đầu đến cuối đều là con kiến hôi, mà ngươi bất quá chỉ là cường đại một chút con kiến hôi thôi. Trụ Dương lạnh lùng mở miệng. Vừa mới hỗn độn bị phá ra hư vô, có một chút bất khuất ánh sáng có chút lóe lên. Đường Vũ bóng người chậm rãi hiện lên chỉ bất quá hắn giờ phút này chật vật tới cực điểm. Giống như là chập chờn ở trong cuồng phong bạo vũ một chiếc đèn, tùy thời có thể bị chôn vùi như thế. Không phải đường vũ không đủ mạnh, là hắc ám tổ địa người quá mức kinh khủng. Bất quá ở nhân hoàng chung cùng đế hỏa gia trì hạ, đường vũ cũng để cho nó chảy máu, cục tay rồi. Lấy hắn bây giờ như vậy tu vi, làm được một điểm này, có thể nói đã tiền vô cổ nhân rồi. Không gì hơn cái này đường vũ cười hắc hắc có thể cảm giác hắn thần hồn ở trọng thương bên dưới đã cùng với hư nhược trụ dương cười lạnh thật đáng buồn sâu trùng ta sẽ không giết ngươi ta sẽ đưa ngươi mang về hắc ám tổ địa đi cảm thụ chúng ta hắc ám vĩ đại đi nhuyễn bột mã đường vũ mắng một tiếng toàn bộ thần hồn cũng bốc cháy nóng bỏng ngọn lửa đế hỏa một trận chập chờn giờ phút này không có vào đến trong thần hồn cùng hắn thần hồn hợp làm một thể hóa thành thuần túy nhất thần hồn lửa hùng hùng liệt diễm bên trong lóe lên đường vũ kia bất khuất đôi mắt so với hỏa càng sáng so với hỏa càng dữ dội hơn mệt sức dù là tử cũng không cho ngươi tốt hơn ông đoạn đao bay tới đường vũ thiêu đốt hùng hùng thần hồn lửa cưỡi đoạn đao tản mắt ra chưa từng có cường đại vô cùng đáng sợ uy thế chính đang đại chiến bên trong mộng vô nhai sững sờ ngay sau đó quát lên lên tiếng đường vũ ngươi muốn làm gì? Như vậy thiêu đốt thần hồn, ngươi sẽ hoàn toàn chết đi. Thiêu đốt tự mình thần hồn, có thể đổi lấy đỉnh phong lúc sức chiến đấu gấp 10 lần. Nhưng bất quá cực điểm thăng hoa trong nháy mắt sáng chói thôi. Đi qua đêm sẽ quy về vĩnh tịch. Hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Sáng chói trong ngọn lửa, xen lẫn đường vũ không cam lòng. Hóa thành nhất cường đại một đòn. Hắn lấy thần hồn lửa điều khiển đoạn đao toàn bộ đoạn đao vào giờ khắc này cũng đang thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa với đao thế hợp lại làm một. Quanh. Trụ dương quanh thân hắc khí mãnh liệt, nó cũng cảm thấy một kích này đáng sợ. Quanh. Ngọn lửa ngưng tụ đao mang phá vỡ bóng đêm vô tận. Phản phất đem vạn cổ hắc ám cũng cháy hết, hóa thành lửa cháy hừng hực. Quanh. Cuối cùng đầy đủ mọi thứ cũng dập tắt. Một chút xíu hắc ám ngưng tụ mà thành, hóa thành trụ dương thần hồn, nó bạo nổ quát một tiếng, đáng chết, lại hủy diệt ta chút ít thần hồn. Ở dạng này thần hồn lửa bên dưới, lại đưa nó thần hồn, đốt đến đi một tí chút ít. Mặc dù nó không có chết đi, nhưng là lại bị thương nặng. Hơn nữa bị chém chết chút ít thần hồn, không phải dễ dàng như vậy khôi phục như cũ. Chính đang đại chiến trung mộng vô nhai sắc mặt biến đổi lớn, ngưng mắt nhìn xa xa, môi hắn giật giật, tự hồ muốn nói gì đường vũ khí tức biến mất. Mảy may cũng không cảm giác được. Hắn chết trận. Đường vũ chết trận. Mộng vô nhai lăng ở tại giờ khắc này. Cứ như vậy chết trận. Để cho hắn có chút khó tin. Nhưng là xác xác thật thật không cảm ứng được đường vũ chút khí tức nào. Hắn với thế gian hoàn toàn biến mất rồi. Quanh. Tại hắn thất thần trong chớp nhoáng này, bị Linh Dực một quyền đánh bay. Linh Dực cười lớn nói, bất quá chỉ là một cái rắn chắc một chút sâu trùng thôi. Cho dù ở thiên cơ lão nhân đưa nó trọng thương bên dưới, cùng mộng vô nhai đại chiến, vẫn như củ chiếm cứ thượng phong. Mộng vô nhai phẫn nộ hướng linh vực nhìn lại. Quanh thân áo màu đỏ vũ động, như ngọn lửa diêm dúa. Quanh. Vô tận thiên ma chi khí đem mộng vô nhai bao phủ. Phản phất là chọc thủng nhà tù từng cái ác ma, giờ phút này dương nanh múa vuốt quanh quẩn ở mộng vô nhai bốn phía đồng thời hướng linh dực trống giận đi quanh khí tức đáng sợ hồi lâu sau mới tiêu tan trụ dương khí tức quanh người từng trận không yên ở đường vũ nhất kíp chi hạ lại bị thiêu đốt chút thần hồn muốn khôi phục như cũ không phải dễ dàng như vậy chỉ là nó lại ngưng mắt nhìn đường vũ tiêu tan địa phương nó có chút mờ mịt đứng lên thật đã chết rồi sao không biết rõ tại sao nó nhưng có chút hoài nghi người này quá mức quỷ dị hơn nữa còn cùng ngày xưa nam tử tóc trắng kia rất nhiều sâu xa thật sẽ như vậy dễ như trở bàn tay chết đi sao lấy như vậy tu vi lại đưa nó cũng bị thương nặng nếu như người này thật lớn lên trụ dương có chút không dám tưởng tượng hắn đáng sợ đột nhiên bên tai không khỏi nổi lên không lâu trước đây đường vũ thanh âm ta không phải hai người bọn họ nhưng là ta sẽ mạnh hơn bọn họ trụ dương không khỏi rùng mình một cái nhân hoàng chung như cũ còn đang vang vọng đế hỏa ở chập chờn đoạn đao ở tranh minh duy chỉ có không thấy đường vũ bóng người đã chết rồi sao thật mất mạng sao trụ dương nỉ non một cái câu hỗn độn bên trong tinh vực mọi người sắc mặt biến đổi lớn đường vũ sư phó lão tam mọi người đang gọi một khắc kia khí tức, cường thịnh đến cực hạn rồi. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Sáng chói đi qua, hoàn toàn quy về hư vô, liên đối đường vũ khí tức cũng hoàn toàn biến mất rồi. Điều này đại biểu cái gì? Ai cũng biết rõ. Ly Sơn lão mẫu sắc mặt có chút trắng bệt đi. Ngược lại thân thể không bị khống chế run rẩy. Lão Tam. Lai ca ở rống to. Lão Tam cứ như vậy chết trận. Không thể nào. Lai ca tuyệt đối không tin tưởng lão Tam sẽ chết đi như thế. Nhưng là thuộc về đường vũ khí tức, lại triệt để từ toàn bộ thế gian biến mất vô ảnh vô tung. Công ngộ không nắm chặt kim cô bổng, thân thể của hắn đều run rẩy đến. Trư bác giới trong mắt rưng rưng, nỉ non một cái câu, sư phó. Hậu thổ khóe miệng của nữ hoa cũng giật giật, tự hồ muốn nói điều gì, nhưng là giờ khắc này, nhưng là một câu nói đều không nói được. Không thể nào. Thông thiên bạo nổ quát một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không chết trận. Mọi người tỉnh táo, có lẽ là bọn họ chiến đấu địa phương cách chúng ta quá mức xa xôi, cho nên không cảm giác được khí tức của hắn. Thực ra nói như vậy bất quá chỉ là tự mình an ủi thôi. Trong nháy mắt đó khí tức cực kỳ cường hãn. Ngay cả ở chư thiên bọn họ đều cảm giác được. Đó là đường vũ khí tức. Hắn thiêu đốt tự mình thần hồn, đem đổi lấy rồi đỉnh phong lúc gấp 10 lần sức chiến đấu đáng sợ nhưng bất quá chỉ là trong nháy mắt sáng chói bây giờ hắn thật giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này không biết hắn sẽ không chết ly sơn lão mẫu đột nhiên mỉm cười mà bắt đầu cười má lúng đồng tiền như hoa hắn tuyệt đối sẽ không như vậy chết trận mọi người ngưng mắt nhìn ly sơn lão mẫu bởi vì nàng bất quá chỉ là ở tự mình an ủi thôi có người muốn về phía trước khuyên giải an ủi đôi câu nhưng là vừa nghĩ tới đường vũ chết trận nhất thời tâm tình đều vô cùng nặng nề. Thiên cơ lão nhân chết trận. Đường vũ chết trận. Đây tự hồ là này phương chư thiên nhất lực lượng cường đại. Liền bọn họ cũng chết trận. Còn có ai có thể ngăn cản hắc ám nhân vật khủng bố xâm phạm đây? Có lẽ không tới bao lâu, bọn họ cũng sẽ lần lượt chết đi. Nghĩ đến đây, Ngọc Đế nhất thời cảm thấy một trận bi ai. Hắn nhìn xa xa. Phản phất xem thấu hết thảy, Ánh mắt xuyên qua năm tháng, xa nhìn vào tích nhật thế giới thiên đạo. Đã từng hắn là tam giới chi chủ, mà tiến vào chưa ngày sau, lại phát hiện mình như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu như sớm biết rõ với chư thiên bên trong cũng sẽ biến mất, như vậy Ngọc Đế có lẽ sẽ lựa chọn ở thiên đạo bên trong liền biến mất. Như vậy, tối thiểu hắn từ đầu đến cuối đều vẫn là Ngọc Đế. Là tam giới cái kia trí cao vô thượng tồn tại toàn bộ hỗn độn tinh vực cũng đắm chìm ở một mảnh trong đau thương. Nhiều người hơn nhưng là vì chính mình lo âu. Ai cũng biết rõ. Có lẽ hắc ám nhân vật khủng bố rất nhanh sẽ biết đánh tới. Đến thời điểm này phương chư ngày đều sẽ tiêu diệt, bọn họ có lẽ chết đi. Thậm chí còn có một vài người bắt đầu viết xuống di ngôn. Nhưng là viết lên một nửa thời điểm mới phản ứng được. Khi đó chỉnh không tốt tất cả mọi người được đồng thời xong con bê cho nên này di ngôn cũng không có một thí dụng nha. Bất quá một số người vẫn có thật sự mong đợi. Cho là mình vạn nhất có thể còn sống đâu rồi, phải không? Thái Bạch Kim Tinh đảo trong mắt một vòng, có ở đây không xa ban đầu sắp xếp một cái thang. Sạp nhỏ bên cạnh còn có một cái màu trắng điệu phúc. Có thể thay bút, viết di ngôn. Giá cả công đạo, già trẻ không gạt. Hắn một thân bạch y đạo bào, tiểu ria mép cũng một mảnh trắng tinh, lộ ra như thế tiên phong đạo cốt. Thái Bạch Kim Tinh không hổ là người làm ăn. Vô luận lúc nào, cũng không sửa đổi được, mình muốn làm ăn, kinh thương cái này ưu điểm. Một ít thiên binh cái gì, không có gì văn hóa. Cho nên Thái Bạch Kim Tinh sạp nhỏ, rất nhanh thì xếp hàng nổi lên đội ngũ thật dài. Càng có một ít người thông minh. Bắt đầu bán ra lưu ảnh thạch, lưu âm thạch. Đưa đến hai thứ này vật giá nhanh chóng tăng lên đều phải trúng độc rồi. Cũng không biết rõ bọn họ vẫn như thế mò tiền, muốn làm gì. Chẳng lẽ là thể nghiệm kiếm tiền nhanh nhạt. Ngạch. Tự hồ cũng không phải là không có khả năng này. Chỉ là như vậy náo nhiệt, ở ly sơn lão mẫu một đạo phẫn nộ kiếm quan bên dưới, biến mất vô ảnh vô tung. Thiên binh bị nàng đánh chết nhiều cái. Liên đới thái bạch kim tinh này một ít nhân, cũng bị trọng thương rồi. Bây giờ đường vũ sinh tử chưa biết bọn họ còn kéo con bê nếu như không phải ly sơn lão mẫu gần đây có chút tu thân dưỡng tính phỏng chừng trực tiếp liền nhất kiếm toàn bộ đều cho bọn hắn bổ đối với đường vũ ly sơn lão mẫu tin tưởng hắn là tuyệt đối sẽ không chết nàng đối đường vũ tràn đầy lòng tin lai ca cùng la hầu hai cái chú trọng nhân tại hậu sơn nơi tìm một nơi phong thủy bảo địa không biết rõ la hầu từ nơi nào chỉnh tới một khối to lớn thiên tinh thạch bị hắn luyện hóa hóa thành một cái quan tài gỗ. Nhưng mà như cũ còn ly sơn lão mẫu nhất kiếm chém nghiền nát. Bị dọa sợ đến hai người gào lại nhảy một tiếng. Ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối sẽ không chết như vậy đi, ta chờ ngươi trở lại. Ly sơn lão mẫu nỉ non nói. Chư ngày đều hỗn loạn tưng bừng. Chết trận. Là đường vũ khí tức. Trong nháy mắt sáng chói, thịnh cực mà suy. Hắn chết trận. Thiêu đốt tự mình thần hồn, đổi lấy đỉnh phong lúc sức chiến đấu gấp 10 lần. Hắn chắc chắn phải chết, như vậy thiêu đốt thần hồn đổi lấy lực lượng, không có người có thể sống sót. Chư thiên chúng người đang tiếc cho. Đường Vũ cứ như vậy chết trận. Bất quá có một ít nhân còn là không tin tưởng, bởi vì Thiên Cơ lão nhân nói qua, Đường Vũ là chúng sinh hy vọng. Đã như vậy, làm sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay chết trận đây? Không có hy vọng bây giờ còn có ai có thể ngăn cản kinh khủng hắc ám đây có lẽ rất nhanh thì chúng sẽ hạ xuống ở đây tiêu diệt một giới này làm sao sẽ nhanh như vậy đây ta còn có rất nhiều việc không có làm đây chư thiên chúng nhân rối rít than thở đứng lên đều cho rằng này phương chư thiên rất nhanh sẽ biết tiêu diệt bây giờ đã không có ai có thể ngăn cản hắc ám nhân vật khủng bố rồi vốn là một ít đối địch nhân vào giờ khắc này cũng buông xuống ân oán một số thời khắc, chỉ có ở đêm tử một khắc kia, mới có thể quên được thật sự có quá khứ. Cũng sẽ cảm giác năm xưa chính mình, là một ít chuyện là buồn cười biết bao. Bây giờ đại đa số người chính là cái này trạng thái. Đương nhiên cũng có người cho là mình còn có này quá nhiều chuyện còn không có làm đây. Vào giờ khắc này, có người mật lớn lên. Năm xưa cũng không dám đối với nữ thần nói chuyện, giờ phút này lại lớn mật bắt đầu biểu lộ. Ngược lại đều phải chết. Tối thiểu cũng phải nhường nàng biết mình tâm ý. Giờ khắc này sở hữu thế tục ánh mắt, thế tục công xiền tự hồ cũng không trọng yếu như vậy. Chết! Đường vũ thật đã chết rồi sao? Một cái hơn người kỳ tài, lại chết như vậy. Lãnh thiên hành có chút mờ mịt, lại có chút khó tin. Một thanh phong ngồi ở một bên, khóe miệng cười trúng chiếm, giống như quá khứ. Chỉ là như vậy nụ cười, theo lãnh thiên hành đã xa lạ như vậy rồi. Ngươi hài lòng. Thiên cơ lão nhân chết trận, đường vũ chết trận. Lạnh nhạt nói, không còn có người ngăn cản hắc ám xâm lấn, ngươi cũng có thể mang theo phần lớn người đi về phía như lời ngươi nói kia mảnh hắc ám rồi. Ở một thanh phong mê hoặc hạ, bây giờ tiên các phần lớn người đều đã ý động. Vừa nói thề chết theo một thanh phong. Thực ra nhà hy vọng chính là một thanh phong có thể mang của bọn hắn đi về phía hắc ám như vậy vừa có thể lấy ở nơi này tràn đại kiếp bên trong còn sống sót, lại có thể làm cho mình càng thêm cường đại. Cớ sao mà không làm đây? Bây giờ tiên cát, lãnh thiên hành hắn một cái như vậy tiên cát các chủ, trên căn bản đã bị một thanh phong giá không? Nghe lệnh của một thanh phong càng nhiều. Thiên cơ lão nhân quả thật chết trận, nhưng chưa chắc ở ngày xưa không thể tái hiện. Một thanh phong từ tốn nói, về phần đường vũ hắn không sẽ chết trận. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng cửa đại điện đi hai bước nhìn về phía trời cao trầm mặt chốc lát một thanh phong tiếp tục nói sư phó có thể biết rõ này phương chư thiên là cái gì hắn quay đầu lại nhìn về phía lãnh thiên hành chân chính chư thiên đã sớm tan vỡ lãnh thiên hành sửng sốt một chút có ý gì chân chính chư thiên đã sớm tan vỡ phá diệt ở vạn cổ trước một thanh phong lập lại một câu điều này sao có thể chứ lãnh thiên hành kinh hãi nếu như chân chính chư thiên đã sớm phá diệt như vậy hiện tại bọn họ sở sinh hoạt này phương chư thiên vậy là cái gì mặc dù có chút khó tin nhưng sự thật liền là như thế một thanh phong bình tĩnh nói lúc ấy ta biết rõ một điểm này thời điểm ta cũng rất khiếp sợ hắn hướng phía trên chỉ chỉ mà chúng ta bây giờ sở sinh hoạt này phương chư thiên bất quá chỉ là người khác lấy giả tưởng huyển mộng thật sự phơi bày ra thôi ta ngươi cũng là trong mộng nhân nhưng lại bất đồng bất đồng là ta đã có thể với hư vọng đi về phía thực tế một thanh phong sắc mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt lấy giả tưởng mộng cảnh phơi bày ra này làm sao có thể lãnh thiên hành vô cùng khiếp sợ sở sinh hoạt này phương thiên địa lại là giả tạo là người khác lấy mộng cảnh mà ra như vậy người này rốt cuộc là ai hắn lại nên có biết bao cường đại đây còn nữa hắn làm hết thảy rốt cuộc là vì cái gì không có gì không thể nào. Một thanh phong nhỏ khẽ hít một lần mắt, nếu như đường vũ chết thật rồi, như vậy này phương thiên địa cũng sẽ bị phá vỡ, do giả tưởng mà vào thực tế. Dĩ nhiên, không bao lâu, cũng giống vậy biết đánh phá hết thảy. Đường vũ Lãnh thiên hành trong mắt khiếp sợ có thể thấy rõ ràng, người này là đường vũ. Là hắn lấy như vậy thủ đoạn bày ra hết thảy. Đường vũ rất mạnh. Rất đáng sợ. Lãnh Thiên Hành vẫn luôn biết rõ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới thật không ngờ đáng sợ. Lấy nghịch thiên như vậy thủ đoạn để cho khi bọn hắn với giả tưởng bên trong sinh tồn. Này phương chư thiên là bởi vì Đường Vũ mà thành. Giờ phút này, Lãnh Thiên Hành có chút biết. Không lâu trước đây Thiên Cơ lão nhân đối người khác nói tới, các ngươi tồn tại cũng là bởi vì hắn. Như thế nói như vậy, bọn họ tồn tại quả thật cũng là bởi vì Đường Vũ. Là Đường Vũ nhưng cũng không phải hắn một thanh phong cười nhạt cho nên sư phó ta mới nói đường vũ hắn cũng không có hoàn toàn chết trận hơn nữa hắn thủ đoạn quá mức nghịch thiên dừng một chút hắn tiếp tục nói ta lúc trước một mực cũng không biết rõ đường vũ thật sự đường đi là cái gì cho đến không lâu trước đây đi ta mới hoàn toàn biết rõ hắn nói thiên địa nhân một thanh phong một chữ một cái nói không nói thiên địa lưỡng đạo chỉ một chính là nhân đạo hắn cũng sẽ không chết đi vừa nói một thanh phong nghiêng bội thở dài một cái chỉ cần này phương chư thiên còn có người nhớ hắn hắn sẽ không phải chết sẽ theo số đông sinh chi trung lần nữa phơi bày ra hắn và này phương chư thiên liên kết mọi người là bởi vì đường vũ tồn tại mà tồn tại nhưng là hắn lại có thể bởi vì các ngươi tồn tại mà tồn tại chuyện này lãnh thiên hành trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ đường vũ thật không ngờ đáng sợ hắn đạo dung nhập vào rồi chúng sinh. Nhưng mà này còn chỉ bây giờ là hắn thủ đoạn. Nếu như cho nên trước hắn, đám đông phơi bày với giả tưởng trong mộng cảnh, khi đó hắn lại vừa là đáng sợ giường nào đây? Muốn hoàn toàn chém chết hắn, trước tiên cần phải đem hết thảy hủy diệt, chỉ có như vậy mới có thể đem hắn hoàn toàn chém chết. Một thanh phong từ tốn nói, sư phó, bây giờ ngài biết rõ đường vũ đáng sợ chứ. Hơn nữa này bất quá chỉ là một góc băng sơn, hắn cường đại, tay hắn bút, vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng. Vừa nói một thanh phong thở dài một cái, hắn tiếp tục nói, sư phó, cảm thấy sao? Lãnh thiên hành không hiểu nhìn một thanh phong. Niệm lực Một thanh phong giải thích nói, niệm lực ở dần dần thành hình, cuối cùng sẽ để cho đường vũ lần nữa tái hiện. Chỉ cần mọi người nghĩ đến hắn, càng nhiều người đi nghĩ, hắn cũng sẽ càng nhanh trở về. Thì ra là như vậy giờ khắc này lãnh thiên hành mới hoàn toàn biết rõ đường vũ thủ đoạn đáng sợ nói như vậy chỉ cần chúng sinh còn có người nhớ hắn như vậy hắn lại là chân chính bất tử bất diệt bây giờ theo đường vũ chết trận chư thiên chúng người thất kinh cũng sẽ không khỏi nghĩ đến đường vũ thậm chí nói ở tiết cho hắn mọi người niệm lực đang không ngừng hội tụ ở dạng này niệm lực bên dưới đường vũ đem sẽ lại xuất hiện thế gian tái chiến hắc ám thì ra là như vậy, ha ha. Lãnh thiên hành đột nhiên vui vẻ yên tâm phá lên cười, lợi hại, thật sự là lợi hại. Hắn cười một hồi lâu, mới nhìn hướng một thanh phong, thế nào? Ngươi sợ sao? Sợ hắn sao? Nghe vậy, một thanh phong hơi sững sờ, ngược lại khẽ nở nụ cười, đúng là sợ, bởi vì hắn thủ đoạn thật đáng sợ. Các ngươi không biết hắn rốt cuộc đáng sợ giường nào nha. Bây giờ một thanh phong rốt cuộc là ai? đã không có nhân biết. Là một thanh phong hay lại là hắc ám nhân vật khủng bố, hay hoặc giả là hai người hợp hai thành một. Lãnh Thiên Hành ngưng mắt nhìn cái này ngày xưa quen thuộc mà lại xa lạ đồ đệ, ha ha phá lên cười, thì ra các ngươi cũng sẽ cảm giác sợ hãi. Hảo nha, hảo nha. Ha ha, ta Lãnh Thiên Hành đời này cực ít bội phục nhân, nhưng hắn Đường Vũ là một cái. Mặc dù Đường Vũ hẳn là hắn hậu bối. Có thể Đường Vũ làm hết thảy là ngay cả lãnh thiên hành đều làm không được đến. Hơn nữa lấy tu vi mà nói, Đường Vũ đã sớm hậu sinh khả úy rồi. Ở một cái, lãnh thiên hành nói như vậy, tự hồ cũng là đang đã kích một thanh phong. Một thanh phong cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Nếu như trên đời này thực sự có người có thể giết ngươi, ta tin tưởng người này nhất định là Đường Vũ. Lãnh thiên hành ha ha cười lớn, hắn giống như là mạng ngươi địch thủ cũ như thế người mấy lần đại bại đều là ở trên tay hắn. Lời này quả thật không tệ. Đường Vũ chưa từng xuất hiện trước, một thanh phong vẫn luôn là thiên chi kiêu tử. Tiên các thiếu chủ, tất cả mọi người đều cho là hắn là nhân kiệt, là chư thiên một cái hy vọng. Nhưng mà theo Đường Vũ xuất hiện, liên tiếp chiến bại hắn, giống như là mạng hắn trung địch thủ cũ như thế. Nghe vậy, một thanh phong sắc mặt trung lên, một lát sau mới khẽ cười nói, sư phó ngươi cần gì phải lấy loại biện pháp này chọc giận ta ư một thanh phong khẽ lắc đầu một cái thế nhưng bất quá chỉ là đi qua chuyện mãi mãi cũng không cách nào quyết định tương lai hắn ngắm nhìn phương xa nói hắn làm hết thảy bất quá chỉ là không biết tự lượng sức mình thôi tự cho là đúng thực ra hắn cái gì cũng không sửa đổi được nhưng là ngay cả như vậy hắn là như vậy đứng ở chư thiên lập trường đứng ở nhân tộc lập trường lãnh thiên hành thở dài nói chỉ một tựu lấy một điểm này, tối thiểu sẽ để cho ta cho là so với một ít tham sống sợ chết nhân cường. Lời này ở Mơ Hồ vừa nói một Thanh Phong. Đối với lần này một Thanh Phong tự nhiên nghe được. Một Thanh Phong cười nhạt, cũng không có đang nói chuyện, mà là cảm thụ bốn phía niệm lực ở dần dần ngưng tụ. Hắn biết rõ Đường Vũ sắp sẽ tái hiện thế gian. Chư thiên bên trong. Giờ phút này mọi người đều đang không khỏi nghĩ tới Đường Vũ ngay cả một số người đều cảm giác được kỳ quái. Bọn họ rất nhiều người chỉ là nghe qua danh tự này, nghe qua hắn đã từng truyền thuyết. Nhưng là đầy đủ mọi thứ, tựa như bọn họ thật sự trải qua. Rõ ràng như vậy khắc họa ở mọi người trong đầu. Vô tận niệm lực hóa thành vạn cổ cầu vòng. Hỗn độn bên trong tinh vực. Vào giờ khắc này, Ly Sơn Lão Mẫu cũng hiểu rõ ra. Nàng vội vàng an bài mọi người, để cho tất cả mọi người đều đi ở trong nội tâm, suy nghĩ đường vũ. Ly Sơn lão mẫu mỉm cười, rơi lệ, nàng liền biết rõ, đường vũ không sẽ chết trận. Hắn sẽ không như thế bỏ lại nàng. Nếu như nếu như chân thật định đường vũ chết trận, như vậy nàng cũng sẽ đi theo đi. Cùng hắn đồng thời hóa thành bụi trần, tiêu tan thế gian. Nếu là lưu lại thân thể, như vậy thì cùng hắn hoàng thổ cộng chôn, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chung một chỗ dù là ở vô tận năm tháng sau đó với nhau cộng hóa hoàng thổ cũng khó phân ta ngươi cùng làm một thể dùng không chia cách mọi người mặc dù không hiểu nhưng là giờ khắc này tất cả mọi người đều bất đồng nghĩ tới đường vũ vô tận niệm lực với chúng sinh trong đầu điên cuồng tràn ra vực ngoại mộng vô nhai cùng linh dực đồng thời sửng sốt một chút trụ dương cũng lăn ở tại giờ khắc này như vậy vô tận đáng sợ niệm lực bọn họ tự nhiên cảm giác được. Rầm rầm rầm. Như đại dương mênh mông niệm lực, cuối cùng ngưng tụ thành một chút. Một điểm này tản mát ra vạn trượng sáng mờ, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn. Mộng vô nhai không khỏi nhỏ khẽ hít một lần mắt, ngược lại mừng rỡ nói, đường vũ, ngươi không có chết. Từ kia chói mắt sáng mờ bên trong, hắn lại cảm thấy đường vũ khí tức, càng phát ra nồng nặc. Nhưng là điều này sao có thể chứ? Thiêu đốt tự mình thần hồn, đổi lấy đỉnh phong lúc sức chiến đấu gấp 10 lần. Như vậy cấm kỵ chi thuật, không có ai sẽ tùy tiện sử dụng, bởi vì đi qua sẽ hoàn toàn vĩnh tịch. Nhưng mà Đường Vũ lại như kỳ tích nghịch thiên trở về. Cái này làm cho Mộng Vô Nhai cũng khiếp sợ không thôi. Chỉ cảm thấy tiểu tử này tuyệt đối là nhất cá quái thai. Điều này sao có thể chứ? Linh Dực hơi kinh ngạc nói, thiêu đốt thần hồn, lại còn có thể tái hiện, đây tuyệt đối chuyện không có khả năng nha. Trụ dương nhìn chầm chầm đoàn kia niệm lực biến thành làm ánh lửa. Nó không nhúc nhích. Đường vũ thần hồn ở dần dần đoàn tụ, nó tự nhiên cảm giác được. Thậm chí nói vào giờ khắc này, nó có thể mang này một ánh lửa đánh tan. Nhưng là lại cũng không ngăn cản được đường vũ hồi phục. Bất quá chỉ là đổi chỗ khác, ngược lại lại xuất hiện thế gian thôi. Đối với lần này, trụ dương tự nhiên cảm giác. Hơn nữa nó vẫn còn ở thông qua loại này niệm lực phương thức, đang cố gắng đi cảm giác đường vũ thật sự lại xuất hiện quá trình. Kỳ tài, vạn cổ kỳ tài nha." Trụ Dương thở dài nói, "Ngươi và nam tử tóc trắng kia như thế đáng sợ, dù cho bây giờ ngươi tu vi không bằng hắn, nhưng là ngươi nên sớm muộn cũng sẽ vượt qua hắn." Bây giờ hắn cho là lúc ấy đường vũ câu nói kia, không phải nói đùa. Hắn nói là mạnh hơn hai người nhân. Lúc đó ở Trụ Dương xem ra, là như thế buồn cười, không biết rõ trời cao đất rộng. Nam tử tóc trắng cùng thiên thương khởi là người khác có thể so sánh với. Nhưng mà bây giờ Đường Vũ lấy niệm lực ở dần dần tái hiện. Giờ khắc này để cho Trụ Dương cũng không khỏi coi trọng. Lấy như thế tu vi, dĩ nhiên cũng làm có thể nghịch chuyển thiên luân, làm cho mình lại xuất hiện thế gian, quả nhiên đáng sợ. Đương nhiên, đối với Đường Vũ nói, Trụ Dương tạm thời như cũ còn không có hoàn toàn nhìn thấu. Cũng là bởi vì như thế, cho nên trụ dương mới càng phát ra cảm thấy đường vũ đáng sợ rầm 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 thật sự có ánh sáng tắt với kia một chút tắt trong ánh lửa hóa thành đường vũ bóng người chỉ bất quá giờ phút này có vẻ hơi phiêu hốt hắn như cũ còn với chúng sinh niệm lực bên trong còn không có hoàn toàn đoàn tụ thực chất thực ra hết thảy các thứ này đều là đường vũ cố ý vi chi bởi vì hắn thần hồn trọng thương quá mức nghiêm trọng ở một cái còn bị hắc ám khí tức ăn mòn hơn nửa này cổ hắc ám khí tức hắn phát hiện mình là thanh trừ không được đã như vậy như vậy thì ở chỗ này ngạn trung đi với bỉ ngạn trung trọng sinh càng là dùng loại này dứt khoát biện pháp bị thương nặng trụ dương hủy diệt trụ dương chút ít thần hồn nó muốn hoàn toàn khôi phục trạng thái tột cùng đã không phải dễ dàng như vậy chuyện thông qua như vậy dứt khoát biện pháp có thể nói đường vũ phế hắc ám tổ địa một cá nhân vật mạnh mẽ quanh sở hữu niệm lực biến mất vô ảnh vô tung đường vũ cả người thần hồn trọng tố nhục thân trọng sinh như kỳ tích nghịch thiên trở về quanh cường đại khí tức với quanh người hắn phơi bày cuối cùng thật sự có khí tức nội liễm đường vũ trợn mở con mắt trong hai mắt tựa như có vô tận tinh thần đang lấp lánh quanh cường đại khí tức lan tràn chư thiên người sở hữu đều cảm giác được giờ phút này đường vũ khí tức lại xuất hiện Hắn không có chết trận. Nhưng là có người khác cũng biết rõ. Đường Vũ quả thật chết trận, chỉ bất quá với vô tận chúng sinh bên trong niệm lực lần nữa trọng sinh trở về thôi. Là Đường Vũ. Hắn quả nhiên không có chết. Có vài người càng là không khỏi mừng đến chảy nước mắt mà bắt đầu. Vô luận lúc ban đầu cùng Đường Vũ có cái dạng gì ân oán. Giờ phút này Đường Vũ nhưng là đang vì chư thiên dục huyết phấn chiến, ở ngăn cản những thứ kia hắc ám nhân vật khủng bố cả chứ Giờ phút này đường vũ chính là một cái anh hùng Quá tốt, quá tốt Đường vũ không có chết Quả nhiên, ta liền biết rõ Hắn sẽ không như thế dễ như trở bàn tay chết đi Sát, đường vũ giết bọn họ Có người ở phẫn nộ gầm thét Nắm chặt quả đấm trống giận Hỗn độn bên trong tinh vực Ly Sơn lão mẫu nhất thời con mắt ương ước Ngay sau đó nàng sáng sủa mỉm cười Quả nhiên, hắn không có chết Nàng liền biết rõ hắn không sẽ chết trận. Sư phó, lão tam, Đường Vũ. Nhất thời toàn bộ hỗn độn tinh vực đều hoang hô. Đường Vũ lại như kỳ tích nghịch thiên trở về. Hắn giống như là mọi người trong lòng chiến thần như thế. Chỉ cần có hắn ở, tất cả mọi người sẽ không khỏi cảm thấy an lòng. Ngay cả Ngọc Đế đều không khỏi có chút kích động. Vốn là hắn còn tưởng rằng theo Đường Vũ chết trận, hắc ám nhân vật khủng bố tất nhiên sẽ xâm phạm chư thiên đến thời điểm chư thiên tiêu diệt đầy đủ mọi thứ cũng sẽ không còn sót lại chút gì nhưng mà bây giờ đường vũ tái hiện lần nữa để cho một số người đốt dậy rồi sinh hoạt hy vọng lai ca nắm chặt quả đấm mập mạp mặt, mặt to bởi vì vô cùng kích động mà phòng đỏ bừng lão tam giết chết bọn họ giết chết bọn họ nó vung quả đấm vì đường vũ cố gắng lên bơm hơi nhưng mà với nhau cách nhau quá xa đường vũ căn bản không khả năng nghe được thanh âm của hắn chủ yếu là lai ca pháp lực không đủ thanh âm không cách nào truyền ra quá xa trụ dư ngưng mắt nhìn trọng sinh đường vũ vỗ tay khẽ nở nụ cười lợi hại quả nhiên lợi hại mặc dù ngươi cảnh giới pháp lực không bằng ta nhưng là nhàn nhạc liền là như thế nghịch thiên biện pháp cũng đủ để cho ta coi ngươi làm đối thủ rồi nghịch thiên như vậy thủ đoạn để cho trụ dương đều không khỏi nghiêng bội mà bắt đầu. Ta cũng như thế vạn cổ bất hủ, tuyên cổ bất diệt. Đường Vũ bình tĩnh nói. Đường Vũ. Một tiếng quát lên từ đàn xa truyền tới, là mộng vô nhai thanh âm, ngươi thật là một tên biến thái. Linh Dực ngưng mắt nhìn xa xa đường Vũ bóng người, bên trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia nặng nề cảm giác. Nhất là bây giờ nó đã làm trọng thương. Mặc dù nó cùng mộng vô nhai đại chiến, là chiếm thượng phong. Nhưng là như vậy cứ thế mãi đi xuống, chỉ sẽ để cho chính mình thương thế tăng lên. Nhất là Đường Vũ quá mức quỷ dị. Mỗi một lần thấy hắn mặt, cũng để cho Linh Dực có một loại sợ cảm giác. Loại cảm giác này là nhiều năm trước, nam tử tóc trắng thật sự lưu lại ám ảnh. Mỗi lần mỗi lần kia ở tổ địa của bọn họ ngang dọc chém giết đạo thân ảnh kia, khiến nó thật lâu khó mà quên. Cho nên nhìn thấy Đường Vũ, nó không khỏi có chút bóng mờ. Một lần nữa, như vậy mang xuống, đối với nó cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Vạn nhất thực sự có người lại xuất hiện, dựa theo nó cái trạng thái này, tự hồ thật có thể giết chết nó. Châm trước một phen bên dưới, Linh Dực cho là mình không thể đang cùng mộng vô nhai hao tổn nữa. Nó rút lui. Nó được trở lại tổ địa. Chờ ngày khác khôi phục đỉnh phong thời điểm, khi đó nó tự nhiên không sợ hãi. Linh Dực quyết định chú ý, nó chuẩn bị rút lui. Lợi hại, lợi hại. Trụ Dương phá lên cười, như vậy nghịch thiên thủ đoạn quả thực để cho ta nghiêng bội. Từ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là với chúng sinh bên dưới, vô tận niệm lực lần nữa trọng sinh đúng không? Nó nhìn thẳng đường vũ, lấy như thế tu vi làm đến bước này, ngươi quả thật đủ nghịch thiên. Dừng một chút, nó tiếp tục nói, bước này nhân, ta chỉ thấy qua một cái nhân, đó chính là ngày xưa nam tử tóc trắng mà ngươi là người thứ hai đơn thuần lấy bước này mà nói ngươi mạnh hơn hắn dù sao ngươi là ở cảnh giới như vậy liền cảm ngộ như vậy thủ đoạn nhân nghe vậy ánh mắt của đường vũ khẽ hít một cái cho nên các ngươi đưa hắn theo số đông sinh trong lòng xóa đi không có bất kỳ một chút vết tích với chúng sinh bên trong không nghĩ không niệm để cho hắn hoàn toàn không cách nào trở về đây là năm xưa lão tổ làm hết thảy ta tự nhiên không biết rõ Trụ dương phá lên cười, hơn nữa ngươi cho là kia sợ sẽ là ta biết rõ hết thảy sẽ nói cho ngươi biết sao. Đường vũ điểm mang ngươi đầu, tán thưởng nói, lời này của ngươi nói không tệ, sự thật chứng minh từ vừa mới câu trung chứng minh ngươi không phải người ngu. Trụ dương nụ cười đột nhiên ngừng lại, trong con mắt tản ra hắc khí còn như thực chất một dạng ngưng mắt nhìn đường vũ, dù cho ngươi nghịch thiên trở về thì thế nào. Ta cũng như thế có thể mang ngươi lần nữa chém chết. Ta mặc cho ngươi sống lại, ta xem ngươi rốt cuộc có thể sống lại bao nhiêu lần. Được. Đường vũ đột nhiên bạo nổ quát một tiếng, khí tức quanh người phơi bày, vô tận hỗn độn khí hơi thở tự hồ cũng vào giờ khắc này hóa thành hư vô, ta đây cũng nhìn một chút thân là hắc ám tổ địa tồn tại có thể hay không hoàn toàn giết chết. Trụ dương đã không còn trạng thái tột cùng rồi. Giờ phút này đường vũ có lòng tin cùng nó đánh một trận. Đông đông đông. Nhân hoàng chuông vang triệt, từ đàn xa bay tới, lần nữa quanh quẩn ở đỉnh đầu của đường vũ đế hỏa chập chờn ánh lửa ra trước tiên ở rồi dưới chân hắn trong mơ hồ hắn cảm thấy đế hỏa tiếng nghẹn ngào âm tự hồ cũng là vì hắn nghịch thiên trở về mà cảm giác mừng rỡ ở đường vũ chiêu dưới tay đoạn đao phá vỡ hỗn độn từ trên trời hạ xuống rơi vào đường vũ trong tay ta đây liền đem ngươi đang ở đây chém chết một lần trụ dương quát lên lên tiếng không biết rõ tại sao nó đột nhiên đối đường vũ cảm thấy có chút sợ hãi. Loại cảm giác này đã bao nhiêu năm cũng chưa từng xuất hiện rồi. Nhất là ngưng mắt nhìn đường vũ kia trương quen thuộc mặt, càng phát ra khiến nó cảm thấy kích động. Rầm rầm rầm. Với nhau giữa khí tức không ngừng va chạm. Đông đông đông. Nhân hoàng chung không ngừng vang dội. Tản mát ra uy thế cùng đường vũ khí tức hòa làm một thể, đồng thời ngăn cản, trụ dương đáng sợ uy thế cho dù là nó đã bị thương không còn trạng thái tột cùng nhưng như cũ cũng bây giờ không phải đường vũ có thể chống cự trụ dương lòng tràn đầy phẫn nộ nó lại thương ở một con trùng trong tay hơn nữa còn thương nghiêm trọng như vậy đối với trụ dương mà nói đây là một cái sỉ nhục bây giờ nó suy nghĩ chính là bắt giữ đường vũ phong ấn hắn thần hồn cùng với quanh thân pháp lực đưa hắn dẫn vào hắc ám tổ địa sau đó một chút xíu đòi lại lần này sở thụ sỉ nhục về phần tại sao không giết chết hắn đây nhưng vì căn bản chuẩn bị bất tử chỉ bằng ngươi đường vũ cũng quát lên lên tiếng nếu ta vừa mới có thể đưa ngươi trọng thương như vậy bây giờ ta vẫn còn có thể ta sẽ nhìn một chút thân là hắc ám tổ địa nhân vật khủng bố rốt cuộc có thể chết hay không trụ dương ha ha cười to ngay sau đó nó nụ cười bữa ở ở trên mặt phẫn nộ lên tiếng càng mang theo khó tin ngươi cái kẻ điên ngọn lửa lóe lên ánh sáng lần nữa thiêu đốt ở đường vũ trong con mắt như thế minh sáng hắn nhục thân cũng ở đây một chút xíu hóa thành tro bụi ngay sau đó hắn thần hồn lần nữa bốc cháy thao thiên hỏa diễm mộng vô nhai vô cùng khiếp sợ chỉ cảm thấy đường vũ chính là một cái kẻ điên hắn lại lần nữa thiêu đốt chính mình thần hồn muốn lấy làm như vậy pháp lần nữa trọng thương trụ dương mộng vô nhai miễn cưỡng rùng mình một cái chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng nếu như đường vũ lấy loại biện pháp này đối phó hắn phỏng chừng thật có thể mang hắn đưa đi kẻ điên ngươi chính là một cái kẻ điên trụ dương kinh hãi giờ khắc này nó cảm thấy vô cùng sợ hãi không nghĩ tới đường vũ lại đi lên lần nữa thiêu đốt chính mình thần hồn này chính là một cái kẻ điên nếu như nhanh như vậy liên tiếp nhiều tới mấy lần trụ dương rất có thể chân thân vẫn ở chỗ này không trách nó cảm thấy sợ hãi này đường vũ ỷ vào mình có thể nghịch thiên trở về thủ đoạn căn bản không đem mình mệnh coi là chuyện đáng kể kẻ điên ngươi chính là một cái kẻ điên trụ dương thiếu chút nữa thì muốn tức miệng mắng to như vậy phương thức chiến đấu vẫn là lần đầu tiên cũng là lần đầu ở đường vũ cảnh giới này nhân khiến nó cảm thấy sợ hãi cách đó không xa khóe miệng của mộng vô nhai không ngừng co quắp tự hồ cũng đúng đường vũ điên cuồng như vậy cử động cảm thấy khó tin hắn hít vào một hơi. Quanh. Kinh khủng thần hồn lửa, sau đó ở vô tận trong hỗn độn, hóa thành thao thiên liệt diễm. Lấy thần hồn lửa hóa thành trật tự, điều khiển nhân hoàng chung, đế hỏa, đoạn đao, nhanh chóng về phía trước đi. Kẻ điên, kẻ điên. Trụ dương bao phủ ở vô tận thao phần thiên hỏa hải bên trong. Quanh. Nhân hoàng chung, đế hỏa, đáng lạc tại rồi phương vị khác nhau, đoạn đao trôi lơ lửng ở cách đó không xa, phát ra nhiều tiếng tranh minh. Đáng chết! Trụ dương thanh âm phẫn nộ vang dội ở hỗn độn sâu bên trong. Giờ phút này nó thần hồn khí tức có chút vô cùng sốc xếp. So sánh với vừa mới tự hồ nó càng hư nhược. Không nghi ngờ chút nào, nó thần hồn ở kinh khủng như vậy thần hồn lửa thiêu đốt bên dưới, lại lần nữa bị đốt đến đi một tí. Đường vũ khí tức lần nữa biến mất khỏi thế gian bất quá trụ dương biết rõ rất nhanh hắn sẽ còn ở hiện nếu như ở đây sau tới hai lần phỏng chừng nó thật có thể xong con bê linh giật nhiều tiếng trùng mình một cái cùng thiên cơ lão nhân trong trận chiến ấy nó đã thương thế không nhẹ nếu như bị đường vũ như vậy tới thoáng cái không nói trước có chết hay không vấn đề ngược lại có thể để cho nó thương thế tăng lên như thế có chút cái mất nhiều hơn cái được hơn nữa nó đã chuẩn bị rút lui trước tiên hồi tổ địa, chữa thương đây mới là chủ yếu. Quanh Vô tận đáng sợ hắc khí đem mộng vô nhai nhiều tiếng mất lui mấy triệu dặm. Ngay sau đó Linh dực hướng xa xa đi, chỉ có một câu như vậy, vang dội ở trong hỗn độn, vang dội ở chư thiên, phản phất là với cổ kim tương lai đồng thời vang dội, các ngươi chờ đó cho ta, ngày khác ta lần nữa hạ xuống ở đây, chính là chỗ này nhất giới phá diệt lúc. Thanh âm này tất cả mọi người đều nghe được nhất thời để cho trong mọi người tâm không khỏi trầm xuống tất cả mọi người đều biết rõ này tuyệt đối không phải đùa một khi linh dực lần nữa hạ xuống giới này có lẽ giới này chính là phá diệt bắt đầu đường vũ đây ký tức của hắn lại lần nữa biến mất rồi đây là chuyện gì xảy ra hắn lại lần nữa thiêu đốt chính mình thần hồn lửa hắn thật không muốn sống nữa sao đối với đường vũ như vậy nghịch thiên trở về đại đa số cũng không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thiêu đốt tự mình thần hồn, hơn nữa còn có thể lần nữa trở về, này là tới nay cũng chưa từng có sự tình. Rầm rầm. Giờ khắc này mọi người đều ngẩn ra. Nhưng vì tất cả mọi người đều cảm giác, đường vũ khí tức lại lần nữa đoàn tụ. Hắn quả nhiên lại xuất hiện thế gian. Trụ dương trong hai mắt đáng sợ đen nhánh sương mù còn như thực chất rồi nhưng mà quanh thân khí tức màu đen xác thực không khỏi rung lên. Tự hồ nó cũng đang sợ hãi như thế. Khóe miệng của mộng vô nhai không ngừng co quắp. Hắn bay tới, ngưng mắt nhìn trụ dương, ngươi còn không chạy sao. Nếu như này cái đại ca trở lại cái này hai lần, phỏng chừng ngươi cũng không chịu nổi. Đáng chết. Trụ dương mắng một tiếng. Nó lại thương ở một con trùng trong tay, hơn nữa còn thương nghiêm trọng như vậy. Nếu như không phải đích thân trải qua, ai có thể tin tưởng. Thậm chí ngay cả trụ dương cũng đang hoài nghi, chính mình có phải hay không là đang nằm mơ. Nhưng chính là đang nằm mơ, cũng không thể làm được đáng sợ như vậy ác mộng đi. Vốn cho là hắc ám nhân vật khủng bố là đáng sợ giường nào đâu rồi, thì ra cũng không gì hơn cái này. Mộng vô nhai mang trên mặt liều lĩnh vô cùng nụ cười. Một thân hồng sắc diêm dúa lẳng lơ áo quần, vù vù mà múa. Quanh. Đáng sợ niệm lực không ngừng đoàn tụ, vào trong đó trong mơ hồ lần nữa ngưng tụ mà ra đường vũ bóng người kèm theo hắn đột nhiên trận mở con mắt trong chớp nhoáng này trụ dương nhanh chóng sau lui ra mấy triệu dặm rất rõ ràng nó cũng sợ sợ hãi đường vũ đi lên liền thiêu đốt thần hồn lần nữa dùng cái loại này không muốn sống đấu pháp trọng thương nó cho nên vẫn là cùng hắn giữ một chút khoảng cách an toàn tương đối khá quanh cường đại uy thế từ đường vũ quanh thân thay đổi liên tục hắn dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm trụ dương đến ngươi qua đây hai ta cạn nửa thoáng cái nhìn một chút ai giết chết ai nghe vậy trụ dương khí tức lại vừa là một trận không yên đây đối với nó mà nói là một loại sỉ nhục có thể giờ phút này là nó xác thực thật không dám tùy tiện tiến lên chỉ sợ đường vũ ỷ vào chính mình bất tử bất diệt lần nữa tới như vậy thoáng cái liên tiếp như vậy bị trọng thương trụ dương cũng không chịu nổi bây giờ nó chỉ còn lại đỉnh phong lúc lục thành chiến lực cũng đã rất tốt mộng vô nhai cũng vội vàng cách đường vũ xa xa tự hồ sợ hãi bị hắn ngộ thương như thế đáng chết trụ dương mắng một tiếng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đến ngươi qua đây đường vũ đối với nó rất là hữu hảo phất phất tay ngươi qua đây đến đến ta xem ngươi có thể hay không giết chết ta trụ dương khí tức quanh người từng trận run rẩy trong ánh mắt hắc khí còn như thực chất một dạng lạnh lùng ngưng mắt nhìn đường vũ hận đến đưa hắn thiên đao vạn quả đường vũ cười ha ha một tiếng hướng về phía mộng vô nhai nói mộng ca nhìn thấy không thì ra những người này cũng biết sợ lần sau ngươi hoàn toàn có thể sử dụng ta như vậy thủ đoạn đi đối phó bọn họ bất chấp tất cả không cần biết đúng sai đi lên liền thiêu đốt chính mình thần hồn chuẩn bị bọn họ mộng vô nhai hô hấp một hồi nhìn đường vũ ngươi muốn ăn tịch. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi nha. Có nghịch thiên như vậy thủ đoạn, lần lượt nghịch thiên trở về. Nếu như mộng vô nhai đến như vậy một lần, hắn liền hoàn toàn trúng độc rồi. Kết quả cuối cùng, hắn yên nghĩ, người khác mở tiệc. Mộng ca, khác nghĩ như vậy ta, ta không phải người như vậy. Đường vũ cười hắc hắc, ta chỉ là để cho ngươi biết, đối trả cho chúng nó nhất định phải có chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Nếu như ngươi không có, tiểu đệ có thể giúp ngươi, cho ngươi sáng lạng xuống. Sáng lạng sau đó hóa thành tro bụi sao. Còn có giúp ta. Ngươi đây là muốn đem ta đưa đi nha. Khóe miệng của mộng vô nhai co quắp một trận, hít một hơi thật sâu, đem muốn cùng đường vũ liều mạng tâm tình ép xuống. Người này nói chuyện thật sự là quá mức kinh người. Rõ ràng muốn mở tiệc, đem hắn đưa đi, còn nói như vậy đại nghĩa lăng nhiên. Đường vũ nhìn trụ dương như thế, hướng về phía nó còn chu môi huyết sáo một tiếng, tràn đầy khiêu khích ý. Nhưng mà trụ dương xác thực không thể làm gì. Bởi vì nó quả thật sợ. Người này chính là một cái kẻ điên. Hừ, ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ thay đổi gì sao? Buồn cười. Trụ dương lạnh lùng nói, một giới này ác sẽ tiêu diệt. Ngày sau chờ ta trở về, ta sẽ nghiền nát hết thảy. Vừa dứt lời, trụ dương xoay người chạy thời gian trường hà đều tại nghịch loạn trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung đồ chơi gì đây liền này mấy lần đường vũ trung đùi đắc ý nói cái gì cũng không phải mộng vô nhai không còn gì để nói đi lên liền thiêu đốt chính mình thần hồn cùng người khác liều mạng sau đó còn nói người khác cái gì cũng không phải này cái đại ca chính là một cái kẻ điên không chọc nổi kẻ điên ngươi thật đúng là đáng sợ nha Mộng vô nhai ngưng mắt nhìn đường vũ nói, bây giờ ngươi đã phối trở thành bản vương đối thủ. Hắn cao hơn đường vũ ra hai cái cảnh giới. Nhưng là đường vũ chiến lực siêu quần, ở một cái ngay ngắn một cái liền liều mạng. Ai đây cũng chỉnh không được đồ chơi. Một cái biết rõ mình sẽ không chết nhân, bắt đầu đủ loại tìm đường chết, đây mới là đáng sợ nhất. Hơn nữa cái này sẽ không chết nhân, còn có cường đại tu vi. Mặc dù bản vương cao hai ngươi cảnh giới, nhưng là lấy ngươi như thế tu vi, đủ để đánh với ta một trận rồi. Mộng vô nhai màu đậm có chút cô đơn, không nghĩ tới bất quá mấy trăm năm, bản vương lại sẽ bị một mình ngươi hậu bối thật sự đuổi theo, như vậy tu vi tốc độ, ngay cả bản vương đối với ngươi đều không thể không nói một tiếng thâm phục rồi. Mộng ca lời này của ngươi liền khách khí. Đường vũ cười ha ha một tiếng, ta đây chỉ là một nhiều chút kỳ ngộ, so sánh với mộng ca ngươi, vẫn còn có chút chênh lệch. Ha ha! lời này là đang ở tân bốc chính mình hay là ở bẩn thiểu chính mình đây mộng vô nhai nhướng mày một cái nhìn về phía xa xa âm âm u u nói không nghĩ tới nhiều năm như vậy bản vương lại cũng là ếch ngồi đáy giếng vốn là ngay từ đầu mộng vô nhai cho là mình tu vi đủ đã ngang dọc chư thiên rồi nhưng mà bây giờ mới phát hiện chính mình bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng không nói trước chư thiên mấy cái cường đại nữ tử chính là chỗ này nhiều chút hắc ám nhân vật khủng bố cũng không phải hắn thật sự có thể đối phó rồi. Cho nên đối với mộng vô nhai mà nói, đây là một loại đánh vào. Không việc gì, thật tốt tu luyện, ngươi sẽ còn ở tiến bộ. Đường vũ thuận miệng nói. Ngưng mắt nhìn thiên cơ lão nhân tiêu tan địa phương, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mộng vô nhai hô hấp một hồi, vậy làm sao có một loại tiền bối nói với hậu bối lời nói tức đây. Hắn nhìn đường vũ liếc mắt, không nói trước tu vi của ngươi tinh tiếng, có phải hay không là chư thiên đệ nhất nhân, chỉ một chính là ngươi phần này vô sĩ không biết xấu hổ tinh thần, cũng đã để cho bản vương vô cùng nghiêng bội rồi. Vừa nói hắn hướng về phía đường vũ chấp tay thi lễ, giỏi mắt toàn bộ chư thiên, ngươi là duy nhất một để cho bản vương biết, thì ra nhân có thể vô sĩ không biết xấu hổ đến nước này. Quá khen, mộng ca thật sự là quá khen. Đường vũ vui vẻ nhận lấy mộng vô nhai tán dương. Nhất thời lại để cho mộng vô nhai hết ý kiến đứng lên ngươi nghĩ rằng ta là đang khen ngươi sao ta là ở khinh bỉ ngươi mộng vô nhai ở tâm lý ám thầm hừ một tiếng nhưng mà hắn lại biết rõ đối với đường vũ gia mặt dày như vậy nhân nói nhiều hơn nữa đều vô ích dù là khinh bỉ hắn đều cho rằng là đang khen hắn người như vậy đối với hắn còn có thể nói cái gì chỉ có yên lặng ta cũng ý thức được chính mình chưa đủ Đường Vũ thở dài một cái, so sánh với mộng ca tu vi, ta còn là kém một chút nha. Mộng vô nhai khoát tay lia lịa, không, không, ngươi đã vượt qua ta. Ngươi là cái này. Mộng vô nhai giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt nghiêng bội nhìn hắn, ta nói là ngươi da mặt vấn đề. Toàn bộ chư thi ngươi đều là đứng đầu trong danh sách. Quá khen, quá khen. Đường Vũ cười ha ha một tiếng, đối với cái này một chút, ta ta cảm giác làm còn chưa đủ. Vừa nói Đường Vũ nhẹ nhàng thở dài một cái, tự hồ bởi vì chính mình da mặt mỏng mà cảm thấy tiếc cho. Mộng Vô Nhai ám thầm hừ một tiếng, không nói trước những thứ vô dụng này rồi. Bản Vương liền hỏi ngươi, Chư Thiên có phải hay không là muốn động rối loạn. Này rõ ràng vấn đề, còn hỏi ta xong rồi cái gì? Đường Vũ giang tay ra, ngươi Đường Đường Thiên Ma Chi Vương, lại hỏi ra như thế ngu đần vấn đề, ngươi này vị trí sao lên làm? Dựa vào quan hệ đi lên sao? Mộng vô nhai hô hấp một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, bản vương không có thời gian cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này. Chỉ là hỏi thăm một chút. Ồ! Đường vũ gật đầu một cái, vậy được, ngươi đã biết. Hắn nghiêm nghị mà bắt đầu, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, biết những thứ này hắc ám tổ địa kinh khủng chứ. Ta cho ngươi biết, ngươi sợ chứng kiến, còn không phải mạnh nhất. Mộng vô nhai hơi sững sờ, đối với cái này nhiều chút hắc ám ngươi hiểu bao nhiêu lúc ấy ta từng ở chư thiên thấy bộ kia hình ảnh nam tử tóc trắng kia rốt cuộc có phải hay không là ngươi nếu như là ngươi ngươi tại sao biết cái này sao nhỏ yếu chẳng lẽ nói đây là ngươi thật sự đi một cái thuế biến con đường sao đối với đường vũ mộng vô nhai có quá nhiều hiếu kỳ ngay từ đầu thật sự cho là đường vũ bất quá chỉ là thiên tư thông minh một cái kỳ tài thôi nhưng là theo không ngừng đối đường vũ hiểu phát hiện hắn càng phát ra đáng sợ cả người thật giống như tràn đầy thần bí. Ta! Đường vũ đột nhiên nghiêm nghị mà bắt đầu. Nhất thời mộng vô nhai thần sắc nghiêm túc. Đã từng ta từng vô địch thế gian, trấn áp vạn cổ. Cho dù là hắc ám tổ địa, ta cũng như dẫm trên đất bằng một dạng tùy ý ngang dọc, sát tiếng sát xuất đi, sát toàn bộ hắc ám tổ địa cũng sợ hãi. Sau đó ta độc chiến hắc ám cửu đại lão tổ. Quy, mộng ca ngươi làm gì đi? đường vũ thấy mộng vô nhai phải đi vội vàng gào thét một tiếng hắn rõ ràng nói là nói thật nhưng là tại sao từ mộng vô nhai trong mắt thấy được khinh thường và khinh bỉ đây ai có lúc nhân quá mức thành thực cũng không tiện ngươi xem nói thật cũng không có người nào tin cái này làm cho đường vũ không thể không hoài nghi cái thế gian này vì tại sao tà ác như thế rốt cuộc là cái gì che mắt thế gian mọi người cặp mắt để cho bọn họ chỉ tin tưởng nói láo mà không tin tưởng lời thật. Ngươi nói bản vương tin tưởng. Mộng Vô Nhai nói, nhưng là đối với bản thân ngươi nhân phẩm giải, cho nên bản vương đối với ngươi lời nói lại có chút hoài nghi. Này ý gì? Đang hoài nghi mình nhân phẩm sao? Đường Vũ có chút bất mãn. Ngươi cái gì cũng có thể hoài nghi, nhưng là không thể hoài nghi nhân phẩm hắn, đối với người mình phẩm, Đường Vũ cho là vẫn luôn là khá vô cùng. Làm người chính trực, cương trực công chính ngẫm nghĩ bên dưới không có bất kỳ khuyết điểm vừa nói mộng vô nhai chậm rãi rời đi theo mộng vô nhai rời đi đường vũ thần sắc cũng nghiêm túc đi xuống hắc ám kinh khủng sợ rằng không bao lâu sẽ lần nữa đánh tới đến thời điểm chư thiên như thế nào hắn căn bản không chống đỡ được những thứ kia kinh khủng hắc ám tồn tại hơn nửa thiên cơ lão nhân cũng nói tiểu linh bọn họ có sự tình phải làm bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình quay đầu hướng sau lưng chư thiên nhìn. Đường vũ trong mắt nổi lên một tia kiên định. Vô lượng như thế nào, hắn phải đem hết toàn lực lưu lại hết thảy các thứ này, chỉ cần lâu một chút, lâu một chút nữa liền có thể. Hắn có thể không có quên, lúc ấy nam tử tóc trắng ngồi một mình không thành trên, ở vô tận trong hỗn độn, cô độc du đảng vô tận năm tháng. Cái loại này sâu tận xương tủy cô độc. Bây giờ đường vũ hồi tưởng lại, đều cảm giác được vô tận cô tịch. Loại cảm giác đó quá đáng sợ. Mờ mịt hỗn độn chỉ có mình, cô độc ở sừng sững vạn cổ tuổi trên ánh trăng. Không có bất kỳ thân nhân, bằng hữu. Có chỉ là bóng đêm vô tận, vô tận hỗn độn. Đường Vũ muốn chính là thay đổi hết thảy các thứ này, cố gắng thay đổi chính mình nhất định số mệnh. Bởi vì, hắn không muốn như vậy nha. Hắn không nhịn được như vậy cô độc cùng buồn tẻ. Với vô tận trong hỗn độn Đường Vũ cô độc sừng sững rồi hồi lâu hắn hướng về phía thiên cơ lão nhân chiến tử địa phương có chút thi lễ cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài lại có bao nhiêu người biết rõ thiên cơ lão nhân đã chết trận đây giống như là ngày xưa những chiến đó tử nhân kiệt tiền bối được bao nhiêu nhân bị nhớ đây hắc ám nhân vật khủng bố chạy trốn là đường vũ sao là hắn chiến bại bọn họ sao đối với lần này một số người tự nhiên khó tin chỉ lấy đường vũ tu vi làm sao có thể chiến thắng những thứ kia nhân vật khủng bố đây có thể là trừ đường vũ, tự hồ cũng không có người khác. Lần lượt thiêu đốt chính mình thần hồn, quát ra thần hồn lửa, đúng là vẫn còn đem những thứ kia hắc ám nhân vật khủng bố bức bách trời đi, thủ vệ này phương chư thiên. Quả nhiên là hắn. Không nghĩ tới đường vũ lại nhưng đã cường đại tới mức như thế. Thậm chí còn có nghịch thiên trở về kinh khủng thủ đoạn. Thiêu đốt thần hồn, ngược lại lại như kỳ tích lần nữa sống lại. Đối với nghịch thiên như vậy thủ đoạn, mọi người vô cùng nghiêng bội. Đương nhiên cũng có một chút không có hảo ý nhân, thậm chí đang suy nghĩ, nếu như muốn là mình lấy được công pháp như vậy, như vậy khởi không phải tuyên cổ không tiêu diệt. Nhưng là ngại vì đường vũ thực lực cường đại, cho dù là bọn họ chính là có ý nghĩ này, cũng phải kìm nén. Hỗn độn bên trong tinh vực. Mọi người thấy đạo kia bay rơi xuống bóng người, không khỏi một trận an lòng. Đường vũ. Lão Tam. Sư Phó. Tất cả mọi người hô hô lên Một khắc kia cảm thấy đường vũ khí tức biến mất Đối với mọi người mà nói Không khác nào xét đánh ngang tay Bởi vì đường vũ biến mất Cũng liền có nghĩa là lại cũng không có ai Có thể ngăn cản những thứ kia kinh khủng hắc ám tồn tại Chư thiên ác sẽ tiêu diệt Nhưng mà đường vũ lần nữa cho bọn hắn một cái kỳ tích Sau khi biến mất Lần nữa tái hiện thế gian Hơn nữa đem kinh khủng kia hắc ám tồn tại Cũng bức bách đi nha ngưng mắt nhìn mọi người, đường vũ cười nhạt, đối với bọn họ vung tay lên, được rồi, chẳng có chuyện gì rồi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ít nhất trong chốc lát những thứ kia kinh khủng hắc ám, cũng sẽ không trở lại. Chúng ta không lo lắng những thứ kia hắc ám tồn tại. Ly Sơn lão mẫu nhẹ nhàng nói, mà là lo lắng ngươi. Đúng nha, lão tam, chúng ta là đang lo lắng ngươi, không lo lắng đừng. Lai ca cũng nói, bây giờ Lai ca biết rõ, laika pháp lực nhỏ laika đã không được nhưng lúc cần thiết laika cũng là có thể cùng bọn họ liều mạng nghĩ lại từng thế giới kinh thiên đạo laika cũng là thuộc về vô địch thế gian đầu hói dấu mốc to mồm sự tình cũng không cần nhất bây giờ laika trên căn bản đã nằm ngang trạng thái bởi vì hắn biết rõ tu luyện con đường này là không thấy được điểm cuối thậm chí cuộc đời này cũng đuổi theo không đi lão tam bước chân rồi đã như vậy, cần gì phải làm cho mình khổ cực như vậy đây? Khi không phải mình tìm cho mình chịu tội sao? Trực tiếp nằm ngang thật tốt. Ngược lại có một ngày thật chư thiên hủy diệt, cũng không phải mình tử, tất cả mọi người được xong con bê. Ông cái này đồng quy vô tận trong lòng, Laika đối với tự mình hoàn toàn buông tha. Ngày xưa cố gắng như vậy, đơn giản chính là đòi lại to mồm sỉ nhục. Bây giờ Laika đã làm được. Cho nên... Lai ca dù là bây giờ nhắm mắt tắt thở, cũng không có cái gì tiếc nuối. Tối thiểu đời này, hắn tự mình cho là đã từng oanh oanh liệt liệt quá. Làm qua tiệp giáo đại sư huynh. Đi bộ vào Phật giáo, làm Phật tổ. Đã từng chính mình gây dựng sự nghiệp, hào khí can vân, thành lập thuộc về mình ban đầu trọc. Mặc dù cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng không thể chối lai ca quả thật cũng oanh oanh liệt liệt rồi. Nghe vậy, đường vũ không khỏi nở nụ cười ta không sao. Nữ hoa hậu thổ thông thiên đám người, cũng ở đây lo âu nhìn hắn. Ít nhất dưới cái nhìn của bọn họ, đường vũ lấy thiêu đốt tự mình thần hồn giá, đem hắc ám nhân vật khủng bố, tạm thời bức lui. Nhưng là như vậy thiêu đốt thần hồn, mặc dù đường vũ lần nữa trở về, chắc hẳn nhất định có không tiểu ẩn mắt đi. Thậm chí bọn họ cũng đang hoài nghi, có thể hay không bởi vì sự tình như thế, mà đưa đến đường vũ tu vi tụt xuống. Đường vũ, ngươi chắc chắn không việc gì thông thiên không yên tâm nói đường vũ gật đầu một cái yên tâm một chút chuyện cũng không có theo đường vũ trở về ký tức tự nhiên bị chư thiên chúng nhân cảm giác được giờ phút này hỗn độn tinh vực ngoại lần nữa tụ tập một đám người giữa lẫn nhau xì xào bàn tán tự hồ đang tham khảo cái gì không nghi ngờ chút nào đại kiếp buông xuống mà đường vũ nhất thời danh tiếng vô lượng nhất là chiến lui hắc ám nhân vật khủng bố hơn nữa không lâu trước đây thiên cơ lão nhân nói tới cho nên cái này làm cho mọi người không thể không đến này tìm kiếm che chở một số người nhìn rất rõ ràng muốn ở nơi này tràn đại kiếp bên trong tồn sống tiếp thì phải tìm một cường đại chỗ dựa bây giờ tiên các đã kém xa tích tắc trước kia hơn nữa hỗn độn tinh vực xu thế chính thịnh bây giờ hỗn độn tinh vực hoàn toàn đè xuống tiên các ở cộng thêm đường vũ lần này bày ra thực lực kinh khủng. Chỉ có với ở bên cạnh hắn, có lẽ mới là an toàn. Khi sợ sẽ là ở hỗn động tinh vực, cũng sẽ để cho mọi người cảm giác vô cùng an tâm. Lại vừa là những người này. Thương Minh khinh thường biểu môi một cái. Hắn thật muốn đi ra ngoài từng cái đưa bọn họ đánh bay. Bây giờ đều cảm giác đại kiếp buông xuống, đây là tới tị nạn tới. Ngay từ đầu vù vù ha ha, bảy cái không phục tám cái không tức giận mà bây giờ lại ti phục rồi. Một ít cái gì cũng không phải đồ chơi. Không cần để ý tới bọn họ. Đường Vũ không có vấn đề nói, bây giờ bọn họ cũng không dám làm những gì. Vào lúc này đắc tội đường Vũ, đó chính là tìm chết. Mọi người tự nhiên cũng biết rõ điểm này. Cho nên từng cái ở bên ngoài cũng đàng hoàng đợi. Thậm chí thấy hỗn độn tinh vực có người đi ra ngoài, một số người từng cái chủ động về phía trước, hỏi có hay không có cái gì trợ giúp. Này đưa đến hỗn động tinh vực, mọi người mỗi một người đều có chút chỉ cao khí ngang mà bắt đầu. Thậm chí hỗn động tinh vực tùy tiện đi ra ngoài một người, bên người đều đi theo một đoàn bảo tiêu, đủ loại nịnh nọt. Tiên các bên trong. Lãnh Thiên Hành ngưng mắt nhìn tiên các hết thảy, chỉ cảm thấy hết thảy các thứ này đều như vậy buồn cười. Tiên các. Bây giờ nơi nào còn có tiên các rồi. Một thanh phong tự hồ muốn toàn bộ tiên các dẫn vào trong bóng tối. Đáng tiếc lãnh thiên hành đã vô lực thay đổi cái gì không biết rõ có phải hay không là hắn ảo giác hắn cảm giác bây giờ một thanh phong tựa hồ so với vừa mới lan tràn tới hắc ám tồn tại càng đáng sợ hơn lãnh thiên hành tóc đã có nhiều chút hoa trâm rồi đây là căn nguyên nội tâm thương lão sư phó ngươi khoảng thời gian này thương lão lợi hại một thanh phong thanh âm xuất hiện ở sau lưng của hắn Bây giờ một thanh phong đã không che giấu chút nào chính mình trong con ngươi phát tán nước sơn hắc khí hơi thở. Có thể không già sao? Lạnh nhạt nói, có như ngươi vậy đồ đệ, thật sự là vi sư vinh hạnh nha. Khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười lạnh lùng, người đáng sợ như vậy hắc khí đã đóng dấu ở rất nhiều người trên người chứ. Một thanh phong cười nhạt, là bọn hắn thật sự mong đợi, cũng là bọn hắn nhà hy vọng. Nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lạnh nhạt nói, Ngươi đang ở đây dùng cái này bắt chước Đường Vũ thật sự đi nói. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.